mình tôi mà không có chống ai trơn trời á. Có con trai có râu cũng như không nè. Quét 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 nhà, quét nhà là quét nhà đó. Trời ơi, thấy miệng cười tôi rối ở trong bụng chuyện đầu thúi ruột vậy đó. Từ ngày chồng tôi nó qua đời tới giờ để lại cho thằng con trai. Tôi mẹ ơi không biết mà tôi cưng nó cưng quá trời quá đất rồi giờ cưới vợ cho ổng. Đó rồi giờ này đó, ảnh với chị đó còn ngủ để cho con già này ra đây quét nhà. Nó mới gì, nó đời nó khổ vậy đó. Tao kêu ông dâu tôi ra coi nè. Châu à, Châu. Dạ. Ra má biểu coi con. Ra biểu coi nè. Má kêu con hả má? Ra đây coi con. Dạ. Trời đất ơi, chịu nổi đời. Trời ơi, chả vô. Đang cuốn tóc. Trời ơi, chả dò mày chơi láng o trên đầu con hết trơn trọ vậy con. Đẹp quá, dẫu má thấy cực quá. À, má hỏi nè. Dạ. Chồng con tư liệu đâu à? Ủa con không biết. Trời đất ơi. Hồi 8 giờ hai đứa bay. Tối anh có lên mùng ngủ. Ừ. Nhưng mà con ngủ dậy con không thấy anh đâu hết. Trời ơi, ông nội ơi. Trời đất ơi, có chồng sao con không biết giữ chồng. Mà nghĩ sao tối 2 giờ chồng ngủ chung mà sáng để cho đi mất tiêu là sao vậy? Con không biết nữa. Trời đất quỷ ơi, bây giờ gì nha. Bây giờ má nói con nghe gì. Dạ. Tao cũng đài, tao cũng hồi hộp, tao cũng lo âu trong bụng. Dạ. Mà rồi má cũng không muốn nói ra. Hồi giờ con nói má mới nói nè nha. Dạ. Mày có thấy chồng mày lúc này nó kỳ lạ không? Ấy hình như là tối nó không ngủ mày. Nó rõ rãi tức làm gì lụt dưới bếp á. Má xuống má rình. Dạ tao má. Rình. Tao rình cái sao thấy nó mày biết không? Tao không biết nó làm cái giống gì không biết. Mà nồi niêu xôn chảo tao nó bể láng nó móp hết trơn. Tao còn chén nữa hả, cứ bể rộn rãng gì đó. Ủa gì kỳ vậy má? Thì bởi gì? Anh má có... không biết nó làm giống gì nữa. Hỏi nó không nói. Má nói con mới biết á nha. Con mới nhớ ra đó nha. Sao? Lúc này anh kỳ lắm. Kỳ sao? Tối anh đi ngủ á. Ừ. Mà anh nằm anh cứ mở mắt anh nhìn trừng trừng lên vậy nè. Vậy hả? Cái lâu lâu cái anh nhìn qua con. Nhìn con? Có sao nữa? Ý anh muốn cái gì á má ơi? Tao xa vắng lâu dữ giờ mày nói cái tự nhiên lòng tao nó rộn ràng. Trời ơi, tao ơi vợ má? Chồng nằm gần nhau nó ngó mông lung rồi xong nó nhìn mày. Tao ơi là mày hiểu nó muốn cái gì rồi thì mày làm ơn mày đáp ứng lại cho nó giùm tao đi. Ủa má, nó không có phải vậy đâu. Không phải gì hết, lại giống gì? Anh nhìn mà con mắt anh kỳ lắm. Kỳ lắm hả? Xa xăm mà đâm chiêu lắm á. Vậy hả? Dạ. Ê hồi đó tía nó cũng nhìn tao vậy đó. Mày hãy nhìn cái là tao dính đầu nó đó. Vậy hả má? Giờ phải nó nhìn con vậy không? Dạ không phải. Được vậy cũng mừng. Vậy chứ sao mày nói vậy sao? Mà tao cũng hồi hộp. Tao cũng mau quá. Mà anh nói với con á là hả, anh đi tập cái gì á mà sáng con không thấy mặt ảnh đâu hết á. Đi từ sáng sớm cho tới trưa ở ngoài ruộng á má. À nghĩa là con nghi nó có mèo mỡ gà đồng vậy. Dạ. Phải không? Cho nên nó bỏ nó đi vậy phải không? Dạ. Không có đâu. Trời ơi, tao đẻ nó, tao biết con tao, tao biết mà. Nó không có ai đâu, nó giống tía nó lắm ha. Nó thương ai nữa, thương chết người đó thôi à. Nó thương con lắm á, không có vậy đâu. Thôi bây giờ vậy. Bây giờ con nói má nó cũng hồi hộp lo âu ha. Dạ. Thôi bây giờ để má kêu nó ra đây. Má hỏi coi, coi nó tính cái giống gì mà tối nó lục đục, nó không ngủ mà mắt nó nhìn xa xăm ha. Má má, nhưng mà má nói ngọt ngọt, má dụ ảnh đừng có để cho ảnh làm cái gì ấy, nhưng có lỗi với con nha má. Ơi, đâu có, đâu có. Dạ. Nè. Để má kêu nó nghe cha. Dạ. Để tao lo. Trời ơi con. Dạ, tao. Dạ. Tao đẻ ra tao dạy được má. Dạ. Con coi nè nha. Dạ. Bảo đảm kêu một tiếng một rồi nó xuất hiện liền. Để tao kêu. À. Tư liệu, ba hồn chánh vía mày đâu rồi, ra má biểu cái tư liệu. Ủa ba mẹ nó sao không thấy đằng nào trơn trời vậy con? Má kêu vậy sao ảnh ra? Phải không? Chồng của con biết. À. Để con kêu cho ảnh ra liền à. Ra anh thích ngọt lắm. Ra mày kêu ra tao nghe cả nha. Ừ. Anh Tư ơi. À. Trời ơi. Anh đâu? Anh mở. Xuất hiện liền nha mấy con. Làm gì mà đi sáng sớm qua sớm trên cũng không yên với hai mẹ con ở nhà không. Trời lo gì hết trơn, kêu riêu hoài. Ông gì đẹp trai quá ông. Chờ chút xíu. Quá con, qua con. Anh đi được không? Đi trời em dẫn ơi, anh đi. Cái cậu khỉ này dưới quê mình đi hoài. Nhưng mà rất buồn.
Dưới quê mình á còn khổ quá. Đi cầu khỉ kỳ này quyết định lên Sài Gòn làm chuyện gì đó, kiếm chút đỉnh về xây cầu xi măng cho bà con. Wow, dữ nghe. Xuống kỳ này đi à. Xuống. Con đi nha. Cái gì mà kêu ghéo sùm vậy trời? Wow. Tao kêu mày mày không ra chứ con vợ mình nó kêu một tiếng cái này ra liền. Kêu ghéo cái gì? Tôi đi tôi có làm gì đâu mà kêu ghéo tôi. Quay ra nhìn coi. Wow, trời đẹp trai quá Quý. Đẹp trời đất ơi. Anh làm gì mà anh diện dữ vậy? Mà nhìn cái này thấy không? Quần đỏ, sợi dây nịt màu xanh. Đỏ. Chơi là phải chơi tới bến vậy đó. Đúng rồi. Dưới mình mà. Dưới mình mà chơi vậy mới không đụng hàng. Wow. Chơi thường mấy người kia nó coi rẻ lắm. Đó. Con. Dạ. Con đi đâu mà sáng cái con đi ra tú cả đầu ngoài đồng rồi con ăn mặc chỉnh tề con chuẩn bị làm như con sắp sửa con đi đâu hả con? Mấy chùm bữa nay á. Ừ à. Là mặc đồ dày biết rồi. Ừ. Chuẩn bị đi à. Đi hả? Ủa đi đâu con? Đi làm ăn lớn à. Trời, mày làm ăn lớn làm gì làm đâu? Đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn hả? Trời ơi, đi Sài Gòn lận cái má đi, xa lắm. Đi Sài Gòn con làm gì trên? Đi thi. Hả? Mà nói nghe. Mày đừng nói lớn, tao nghe tao cười. Vậy. Trời đất ơi, chữ nghĩa mày đầy lá mít à. Mày đọc được chữ quốc ngữ là ngon lắm rồi. Dạ. Đúng rồi. Học tới đâu rồi mày thi cử, mày thi chữ, thi cái gì? Ma với vợ con hiểu lầm rồi. Cái sao? Con đâu có lên Sài Gòn, con thi chữ. Nhưng mày thi vậy? Kỳ này đi làm ăn lớn mà lên chảnh thi chữ đâu có lại ai với lại lớn rồi. Đâu có thi chữ nữa được. Chứ con thi gì? Chương trình. Chương trình gì? Chương trình gì anh? Chương trình mà má với vợ con khoái đó. Chương trình mà. Anh đây nói nè, đây đi. Nè. Đây nè. Chương trình Việt Nam Good Tele. Trời. Tao hiểu tao con mày đó. Mày hiểu không? Mày vợ đó mày tiếng hiểu không? Anh nha. Là cái thấy gì? Chữ nghĩa dưới quê không gành chứ lên chảnh là sổ chơi à. Trời ơi, Good Tele là cái gì ba? Tiếng Việt là tìm kiếm tài năng. À. Tiếng Anh là Việt Nam Good Tele. Con với má thì con chứ đi gì á. Kỳ này đi quốc cái kiếm mười mấy chai về chơi. À. Ê cái chương trình mà tối chủ nhật mẹ con mình ngồi coi đó đúng rồi. Đúng cái đúng kỳ rồi. Rồi đó chủ nhật kỳ rồi má ngồi với vợ con má coi cái má vỗ tay hoài. Trời con ơi. Có thấy má khoái chương trình đó con lên con thi. Tao khoái cái thằng đố kiếm á. Đó. Chị này con lên. Anh lên anh làm những cái chuyện mà không ai dám làm, chỉ có mình anh dám thôi. Được không con? Được không anh? Không được, đi lên cho măng nhục với người ta hả? Trời ơi. Đã thi mấy ngày nay, ăn ngủ không yên, sáng sớm là ra đồng, là tập hèn rồi. Chi. À, nó ra đồng, nó tập. Con tập á, không có gì hết trơn á. À, vậy á con. Này con lên chảnh, con làm mấy chương trình lận. Ừ, con làm nếu gì? Thi cái tìm kiếm tài năng mà con... À, giật không được thì con nhảy qua cái vượt lên chính mình. Nói chung là thằng nào có tài trợ mà có tiền là con nhào vô con quất hết. Vậy à. Rồi mới về xây cầu cho bà con đi chơi. Ê, nó nói gì cũng tốt. Nhưng mà giờ con lên tỉnh nè. Dạ. Con định làm cái gì con nói cho má nghe coi. Làm gì hả? Trước tiên là vô thi cái tìm kiếm tài năng trước. Dưỡng sức để thi cái vượt lên chính mình sao. Rồi. Rồi bây giờ vô đầu là cái môn mà con luyện mấy bữa nay mà má gì? Với vợ con không thấy à. Tuần rồi má thấy à. Thằng kia nuốt kiếm chuyện nhỏ vậy sao chuyện đồ võ wow. Chuyện con nít chơi vậy à kỳ này mới chuyện lớn vậy à nuốt cái khác con nuốt cái gì nuốt chổi hả hả trời ơi cái chổi đâu mà má trời ơi cái... nuốt mấy rài trầy cuốn họng hết trơn hết trời ơi. À tư liều cây này nè nó nè mấy bữa nay nè nuốt sáng nào cũng cầm nó nuốt không đó không nổi ơi trời ơi vậy sao nuốt không dạ được không má với vợ con yên tâm con đi là con biết con phải làm gì được thì quy hoàng không được thì ngày tàn bạo chúa con ơi mày có chắc mày vớt được 10 triệu không thì vớt không được thì cũng lãnh được 5 triệu không phải tao không sợ. Tin nuốt thử chơi cái bảo là biểu diễn nè được không con coi đi rồi góp ý mày đừng làm tao hồi hộp nghe nuốt từ từ thôi nha tao hồi hộp nghe con làm hết con mình con sáng đó. Chưa ăn gì hết chắc nuốt cây này no tới chiều luôn à không, bước con, à tôi bước nha tao con mình mày đó mày đừng làm cho má hồi hộp nè. Con coi đi rồi hãy yên tâm chờ ngày chiến thắng đâu làm có được không trời ơi ghê quá hồi hộp quá nuốt bây giờ nè muốn nuốt hết cây hay nuốt nửa khúc cho ý kiến người xem luôn
thôi giờ tùy ý. Lúc nữa thôi, đi nước đi anh. Quất luôn cái nồi này luôn đi. Trời ơi. Tôi nuốt là tôi ưa có sung lắm, tôi quất hết không. Trời ơi, được không con? Hả? Con, mày đừng làm cho tao sợ nha. Con ơi. Đợi, có nhé. Người ta nuốt mà bà nhát hoài. Bà biết tôi sợ không? Trời ơi, cho mày làm tao hồi hộp. Hồi hộp thì nín đi, cái hồi hộp nó để trong lòng. Nói ra ngoài cho tài năng người ta đi hết trơn à. Mày nhắm mày được không? Bà nín đi. Bà để tôi nuốt đi. Đi thi má. Kiếm tiền về mà mẹ con không động viên còn nói này nói nọ. Thôi à. Con nuốt nghe má. Anh nuốt nghe em. Dạ. Tôi nuốt à. Trời ơi. Mày nuốt đi. Được không? Dạ. Nuốt là xưa rồi. Hả? À. Nó nuốt ở trên xuống là thưa. Cái xưa. Mày làm gì? Ở dưới chọt lên. Trời ơi. Được không? Tao giết mày chết rồi. Đưa ra tao. Đừng đứng đi. Giết giấc mày. Thôi anh ơi. Không. Anh đừng. Quý. Trời ơi. Mày đo đồ bỏ. Mày. Ta ở dưới ta lên cho nó gọn. Mày coi chồng mày đó. Nuốt gì cho thấy gớm muốn chết à. Con sao bởi con giỡn hoài con nhắm một lần để con làm cái gì. Nói chơi với kỳ này. Ừ. Con lên ai mà nuốt cây chổi. Ừ. Con có luyện mấy ngày nay. Con ra ngoài cái vườn xài của mình á. Ừ. Con có luyện rồi. Ừ. Và kỳ này con sẽ lên. Con làm cho ban giám khảo tìm kiếm tài năng. Ừ. Một phen khiếp vía. Ừ. Phải làm nở mặt sống lại. Biết con thi cái gì không? Con thi cái gì? Con trước tiên con sẽ chào ban giám khảo. Ừ. Rồi sự. Con nhào xuống bàn ban giám khảo. Mà làm gì? Con nằm trên bàn ban giám khảo. Từ đó nằm chạy bài ở trên. Cái gì hả? Bắt đầu con thi. Con thi gì? Thi con gì? Lấy nguyên ổ kiến lửa. Ha? Kiến vàng đủ loại kiến con để lên bụng con. Trời con ơi. Con rải mật ong. Con rải mật ong cho nó bu nó cắn. Wow. Con chế xăng hết cái bụng. Con bật con quẹt đốt một cái xèo. Trời ơi. Tất cả các loài kiến chết hết. Còn con còn sống. Ha? Hả? Một con còn sống. Vậy mới đậu. Con gì con? Không phải con kiến anh. Con gì còn sống con? Anh nói đi nói. Vịt bắt mày, mày làm cái gì vậy? Mày không chịu nói. Con gì mà kiến chết hết trên bụng mày còn con còn sống? Nghĩ đi. Vậy? Suy nghĩ đi. Tự nhiên kiến chết hết còn con sống. Không gì. Sống mới đậu vô chết hết sao đậu. Biết con gì không? Biết không? Dạ không. Con người. Trời ơi. Con người còn tươi rối là anh nè. Trái hết kiến anh còn sống bảo đảm. Môn này lấy mười mấy triệu về xây cầu cho quê hương. Chắc có bị phỏng không anh? Không hả? Không phỏng. Cái chuyện đó anh lo. Anh biết. Rồi phải không? Rồi bây giờ nè. Rồi. Con nói má. Chuẩn bị. Con đi rồi. Con hẹn mấy bạn. Ừ. Cái khán giả ái mộ á. Ừ à. Ở trên xóm đi theo cũng như cổ vũ cho con. Rồi. Bây giờ con chuẩn bị. Con đi á. Má lo đồ đạc cho con đi. Con có soạn cái vỏ rồi. Rồi. Con đi à. Giờ đó là tự giả với vợ bay đi. Dạ. Nó buồn lắm á nghe. Rồi để con. Rồi. Đi bỏ nhà. Lo ừ. lắm. Nghe. Ở nhà má dòm ngó. Rồi. Dòm con. Để tao lo. Ở trên. Trên xóm trên có thằng kia nó dòm ngó hoài đó. Ừ. Biết không? Biết thằng đó không? Có đâu. Có. Con biết. Con hỏi tên nó con biết rồi. Mày nói lộn. Nó ngó tao chứ không phải nó ngó vợ mày. Cái ông ngó ma khác. Còn cái thằng ngó vợ con thấy. Vậy hả? Biết thằng đó con nói luôn. Mai mốt coi chừng nó không con. Nào. Đồng dao. Trời ơi. Mệt quá. Sao đói đi. Tôi vô tôi chuẩn bị quần áo ra không? Em. Anh đi. Em phải vui lên chứ. Tại sao mà em không thích anh đi sao? Anh đi đem thành công về cho quê hương chứ anh đâu có đi cái gì tầm bậy tầm bạ đâu mà em buồn. Hồi nãy giờ có má ở đây em không có nói. Ừ. Bây giờ má đi vô rồi. Em hỏi anh nha. Hỏi đi. Anh nói thiệt đi, anh lên Sài Gòn làm gì? Làm gì nãy giờ nói rồi. Em phải tin anh. Anh lên anh làm ăn. Không có. Anh thôi. Anh nói cho em nghe thật rõ ràng. Không thì đừng hòng này nọ chi mắc công. Sống ở quê chỉ giỏi cái làm nông. Rồi lên thành phố biết có làm gì được không hả? Từ từ để anh nói cho em nghe. Anh lên Sài Gòn là vì em và mẹ đó. Phải không?
chớ mà bận tâm, em chớ đừng lăng nhăng cho khổ lòng anh. Đừng có làm cho anh bối rối, trong trái tim anh luôn yêu em chân thành. Anh lên Sài Gòn vì tương lai của hai chúng ta ngày mai. Ủa sao vậy? Anh kể cho em nghe rồi, tại sao em buồn vậy? Buồn em đó. Phải tin tưởng chồng em, sống với em anh đâu có lãng hoạn với ai đâu. Em tin anh đi Châu, cho anh đi đi, anh không có mê ai trển đâu mà. Cho anh đi đi. Làm sao em tin rằng anh chân tình? Ở nơi phố thì nhiều cô gái đẹp xinh, làm sao yên tâm ở chốn đô thành? Chỉ một mình anh chẳng có người nào thân. Cũng có lý ha, ở chợn không có ai hết. Nhưng yên tâm đi, anh lớn rồi, anh biết sống sao. Đừng lo cho anh. Em dạ. Dù không một người thân, dù không còn đồng xu, nhưng anh đây đã quyết đi chuyện này công thành. Phen này anh quyết ra đi, xin em hãy yên lòng. Chuyện này anh quyết định đi em, chớ đừng lo sợ. Anh không nản lòng dù có gian nguy. Chẳng phải em không tin anh mà vì em lo gì? Chẳng phải em không tin anh mà vì em đây quá yêu chồng. Dù biết rằng anh đang nói thật lòng, nhưng không biết sao em cứ phập phồng lo sợ. Vì chốn đô thành cám dỗ thầy không sai lời, từng lời ở trong trái tim anh luôn luôn yêu em, luôn luôn thương em, không phôi pha em. Tin tưởng anh đi nào, anh đi xa nhưng không mê ai đâu ba xa ơi. Em yên tâm đi, em chớ suy nghĩ, em chớ đa nghi, em ở nhà ráng lo cho mẹ giùm anh đi. Em nhớ nấu cơm cho mẹ ăn giùm anh nhé. Phải đậu mới đi nè, ở nhà đi. Thương cái mà lại thương, lo cái mà lại lo. Chỉ lo anh thích cái chân dài, rồi quên, rồi quên bến cũ. Để em ngày đêm mong chờ, em buồn em biết làm sao. Đi mà chỉ hỡi chồng ơi, đừng có đây nữa. Giờ đừng nghi ngờ, chớ có lo sầu. Hãy cứ tin chồng luôn thì chung đi. Anh đi lên Sài Gòn nhưng lòng anh vẫn nhớ, anh thương vợ lắm. Anh yêu em lắm, anh không giấu diêm, anh không có mê gái đâu em ơi. Một bà xã thôi mà. Sao hộp hoài vậy? Anh nói bộ hả? Một bà xã thôi mà. Mẹ nha, đi mạnh dỗ nha. Hạnh sáng rồi con. Dạ.
sống vợ con em á. Trời ơi, má lo con. Người ta giờ ngó nó dữ lắm đó. Má biết rồi. Dẫu có lên Sài Gòn, lòng của anh luôn luôn nhớ về vợ hiền. Má với em sẽ vui và sẽ không lao động vất vả ngoài đâu. Anh đi phen này làm rạng rỡ cho gia đình. Em ở nhà lo mẹ giùm anh. Anh lên Sài Gòn, anh đi thi khó ta lần. Em ở nhà, em lo mẹ giùm anh. Đi Nga, đi đi cho nó lẹ. Đi bà con ơi. Đi à, đi Sài Gòn thi à. Tôi đã đi rồi. Anh đi rồi mà. Bây giờ mẹ con mình cũng đi nữa con. Mà là đi vô. Dạ. Trời ơi, khổ ghê thiệt. Tao đang làm quản lý nhà hàng tự nhiên giờ đứng ra ngoắt khách giống quỷ ghê. Khác cái là mấy đứa kia nó đứng ngoài đường rồi tôi đứng trong quán thôi đó. Rảnh ghê thiệt. Trời đất ơi, trang phục sang trọng. Thôi đúng rồi. Chê. Dạ, em mời chị An cái bàn tọa. À, là An tọa đó phải không? Dạ, đúng rồi, mời chị. Em rước chị vô kiểu này, chị có cảm giác chị giống như là Hoàng Châu Cách Cách vậy đó. Dạ. Còn em giống như là Thái Giám. Chị thật là có duyên. Em vừa thấy chị từ xa là em thấy chị thân thiện liền. Chị mặc cái bộ đồ này, em nhìn là biết chị ở đâu rồi đó nha. Nếu tiếc em thì anh hãy nói với ai nè. Chị ở bên Lào phải không? Phải công nhận á, là cái gu thời trang với âm nhạc của em đã đạt mức siêu đẳng luôn á nha. Dạ. Em hát nguyên một bà cô gái Trung Hoa. Cái mà hỏi chị phải bên Lào quá không? Xin lỗi em, chị đến từ Thái Lan. Ồ, dạ chị là người Thái Lan hả chị? Dạ em đâu có biết. Dạ chị, dạ em nói là chị nghe là em là quay quần quán. Quán của em có bán rất là nhiều thức ăn, rất là ngon, rất là hấp dẫn nha chị. Từ Tây sang Ta, từ Đông sang Tây, từ Lào sang Á, từ Châu sang Mỹ. Nói chung là em có biết em nói cái gì đó. Nhưng mà nói chung là nhiều món lắm. Chị ăn món nào chị? Cuộc đời này nó bất công lắm em à. Không, không, em đang tư vấn chị đồ ăn á chị. Em hiểu là cuộc đời nó bất công rồi. Nhưng mà ý là em nói vậy nè. Quán em có bán nhiều đồ ăn lắm ha. Nhiều cái loại đồ ăn có như là trên rừng có, dưới biển có. Giống như là hải sản là cũng có hải sản, tôm cua cá ha. Hay là lâm sản cũng có lâm sản rồi. Đặc sản cũng có đặc sản. Bây giờ chị muốn ăn cái gì? Đàn ông là như vậy đó. Em hiểu, em là đàn ông em hiểu mà. Em hiểu em như thế nào mà. Nhưng mà chị có biết em đang nói gì không? Chị biết chứ. Chị có nghe em nói không? Chị nghe chứ. Mà chị hiểu em nói gì đúng không? Chị hiểu mà. Đó thì bây em đang tư vấn chị nè. Em nói quán em có rất là nhiều đồ ăn đúng không? Đặc sản có, hải sản có, lâm sản có. Chị ăn cái gì nè? Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi em à. Không chị, bây giờ mình phải làm rõ chút xíu. Chị hiểu không? Mình phải làm rõ cái chuyện này xíu. Chị đây là quán ăn. Chị hiểu. Đây là quán ăn. Đúng. Chị có vô quán ăn đúng không? Đúng. Đó chị, em là gì chị biết không? Phục vụ. Em là phục vụ đúng không? Đây là chị đã quán ăn đúng không? Mình vô quán ăn thì mình phải ăn uống đúng không chị? Đó, bây giờ chị muốn ăn cái gì? Cuộc đời này nó bất công lắm em à. Cái câu này nãy em nghe rồi. Nhưng mà bây giờ em nói một lần cuối nè. Đây là cái quán của em. Mấy tháng nay em chưa có khách chị. Chị hiểu không? Chị sáng hiểu. Em mới tiếp một thằng cô hồn ở đầu đốt quán em là em sợ lắm rồi. Bây giờ chị vô đây là chị vô quán ăn đúng không? Đúng. Chị có ý thức được chị đang ngồi trong quán ăn không? Chị hiểu mà. Em là ai? Phục vụ. Đúng rồi, đây là đâu? Quán ăn. Đúng không? Chị ăn thì mình phải ăn đúng không? Đúng. Đôi chị ăn cái gì? Đàn ông là như vậy đó em. Bây giờ bà muốn cái gì bà nói đây? Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi. Tôi biết không, phụ nữ là chịu thiệt thòi rồi bà. Từ nãy giờ một câu chuyện mà có ba câu bà nói đi nói lại hoài. Tôi không biết cái chuyện gì đang xảy ra với bà. Bây giờ tôi hỏi bà tóm lại một câu ngắn gọn là bà muốn cái gì? Chị muốn uống. Thà như vậy đi chị. Trời ơi chị nói em nghe, chị muốn uống vậy đi. Chị uống cái gì chị? Em cho chị một ly cam giác. Đó vậy đi, trời tôi nói đơn giản thôi. Em thích vậy nó. Nè. Dạ. Cam tươi giác nha em. Dạ. Trái cam lựa tròn ngọt nha. Cam chín cay nha em. Vì sao? Đó là món uống ưa thích của chị. Dạ. Chị hồi nào đến giờ chị rất là trung thành với lại cái gu ẩm thực của chị. Dạ. Em biết không, từ nhỏ lúc 2 tuổi chị đã uống nước chanh rồi.
Ừ, nên lớn lên chị chỉ uống nước cam thôi. Em hiểu là tại sao chị đeo cái nơ như vậy rồi đó nha. Để chút xíu giờ không phải nước cam cho chị nha. Thích chị ghê. Cam tới rồi, cam tới rồi. Không có tiền là không có cam. Làm ơn đừng bao giờ nói với em nghe là chỉ còn 3.000 nha. Không, tiền thì chị nhiều lắm. Cảm ơn chị, em yên tâm rồi, có tiền là em vui rồi. Nước cam đó em dắt đúng như thế cả. Gì vậy chị? Ủa chị tự nhiên không uống hay bỏ gì vô mà nó sủi thế ghê vậy? Em biết không? Dạ. Đây là món uống ưa thích của chị. Đúng rồi, em biết mà. Dạ, có lẽ đây là lần cuối cùng chị uống món uống này. Gì vậy trời? Ủa chị tự nhiên giờ vô uống thì lần cuối cùng lần sau giờ chị muốn cái gì? Cái đó là cái gì vậy? Thuốc độc. Trời ơi, sao uống nước cam mà tự nhiên liền thuốc độc vô lần sau? Bây giờ chị muốn cái gì? Chị muốn chết. Rồi nữa rồi, tới nữa rồi. Trời ơi, sáng giờ cái gì được không? Trời ơi, cái gì vậy bà ngoại? Bà muốn chết, bà đi đâu rồi? Mà vô đây làm chi vậy bà ngoại? Cái gì vậy? Bây giờ cái chuyện gì xảy ra với chị? Cuộc đời nó bất công lắm em. Tôi biết cuộc đời nó bất công rồi, đàn ông nó là như vậy phải không? Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi đúng không? Trời ơi, nguyên câu chuyện bà có 3 câu mà tôi thuộc là bà nội ơi. Bây giờ bà muốn cái gì? Chị muốn chết. Không uống nha, tôi có giỡn mặt bà chết mà đi vô khám chết nè. Bà uống ở đây. Để cho chị chết em à. Em để cho chị chết. Đàn ông nó là như vậy đó. Không có đàn ông như vậy. Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi em à. Không giỡn nha. Để chị, để chị. Tôi giỡn mặt bà. Tôi nổ đi dừng nè. Tôi giỡn mặt với bà hả? Muốn chết đi đâu chỗ khác chết đi, tự nhiên cái quán người ta đã ế rồi. Muốn chết đi thì ám luôn cái quán là cho khỏi bán hả? Muốn cái gì hả? Tự nhiên sáng sớm vô đầu chết là sao, bây giờ muốn cái gì hả? Bực mình muốn chết rồi hả? Hả? Nói chuyện mà khác nữa cũng chết à? Quá bực. Ờ, chúc mừng em. Em đã uống ly thuốc độc của chị. Trời ơi, bà ngoại. Bà ngoại đeo nơ. Trời ơi, trước khi bà đi bà cũng kéo theo đồng bọn nữa hả? Trời ơi, tôi kêu đồng bọn bà ra, bà còn bạn nhiều lắm. Bà chủ ơi, bà chủ. Ai ơi, bà chủ ơi, chết tôi rồi, bà chủ ơi. Bà chủ ơi. Thưa quý khách, nhà hàng của em theo phong cách phục vụ được phăng xe thủ đô của Brazil xin trân trọng kính chào quý khách. Ủa em, ai mà lố hơn chị vậy em? À, bà chủ em ấy chị. Mà em thì có tao kiếp khách nè. Dạ thưa chị, chuyện gì đã xảy ra mà chị không hài lòng vậy chị? À, cái vấn đề là tôi kêu ly nước. À em biết rồi, vấn đề là chị kêu ly nước cam. Đúng. Nhưng mà nó làm không uống đúng ý chị, cho nên chị giận, chị hờ, chị trách chứ gì. Dạ thưa chị, như cái ly nước cam này đó. Dạ nó... cam giác. Dạ, quán em lúc nào cũng bán cam giác. Cam giác chứ tụi em không bao giờ là lấy nước ngọt bỏ làm nước cam giác đâu chị à. Cái vấn đề nó ở cái chỗ. Vấn đề là ở chỗ là có lẽ là cái thằng này nó làm không đúng ý chị. Dạ thôi, thì để em nếm thử. Dạ em nếm thử cho chị coi. À, đừng. Mày im. Ồ, cam hơi đắng. Nhưng mà chị à, có lẽ là cam để lâu ngày nó hơi héo. Mà nó dắt mạnh tay cho nên nó hơi ra cái chất đắng. Thôi nhưng ý tôi muốn nói là em biết rồi. Đừng. Ý chị muốn nói là em đã lỡ uống rồi. Mà khách không uống, mà chủ quán uống vậy rồi thì em xin tạ lỗi chị. Em sẽ uống hết ly này. Rồi sau đó em sẽ kêu nhân viên của em sẽ đem ra một ly nước cam và em tự tay em dắt trước mặt chị cho mày. Mày im! Mày thấy chưa? Mày dắt nước cam như thế nào? Để cho người ta là... Dạ em xin lỗi chị. Dạ. Ý của tôi là... Là em sẽ uống hết. Dạ đây. Đừng! Nào nghe. Uống đi, uống đi. Nó hơi đắng nhưng uống em đi. Sẽ uống hết để tạ lỗi với chị. Thôi uống đi chị. Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em xin lỗi chị mà. Còn chứ. Hút cho lẹ đi nè con. Uống đi, ráng đi. Cái nước cam ngon lắm. Ừ. Le français, bonjour, bonsoir, asseyez vous. Em đã uống hết ly nước cam rồi. Hay quá. Chúc mừng chị đã vừa uống hết một ly thuốc độc. Dạ, cái ly nước cam này là của em kêu. Mà hồi nãy em có bỏ viên thuốc độc vô trong đó vì em muốn tự tử. Mà chị uống hết rồi đó. Tôi là tôi tính chết thôi. Mà ai ngờ, ai ngờ chị với lại thằng này lanh quá, giành luôn cái chết của tôi à. Thôi, tôi về nha. Em à, có lẽ là hôm nay cái chết của chị nó không có thành. Ha, vậy thôi, bye bye hai người nha. Cho mình xin cái giỏ. Trời, sao bà giả tâm mà bà tỉnh bơ. À, thôi trước khi đi chị cũng báo tin vui với hai người. Dạ. Thật ra
Cái viên thuốc hồi nãy là viên thuốc chống cảm thôi. À, hôm qua chị bị mắc mưa đó, nên chị tính là uống một viên C cho nó giải cảm rồi chị mới chết sau. Ha, à, thôi hai người đừng có lo nữa, chị đi nha. Ừ, không có vấn đề gì đâu ha. Em có đưa chị ra không? Đàn ông lúc nào cũng vậy á, phụ nữ lúc nào cũng thiệt thôi. Đi mẹ đi má, hay mày lại tôi đập bà hả? Con điên, mày chết rồi có đầu tư quá ha, mày giải cảm rồi mày mới chết hả mày? Con điên, mày mới điên. Trời ơi, bà nội ơi, ơi. Mày nghĩ sao em vậy? Nói gì, em sẽ nói gì? Rủi mà hồi nãy là một ly nước độc thiệt thì còn gì là đời tao nữa hả? Cái tại chị không á, chị uống em cản chị rồi chị kêu em nín. Em mở miệng ra chị kêu em nín, chị không cho em nói mà. Ít ra là mày mới biết khách hàng nó thuộc loại gì. Mày để nhìn cặp mắt của nó. Chị mắc cười quá, chị nói mày là biết cặp mắt của nó là cặp mắt không bình thường. Cặp mắt muốn chết mà tại sao mày rước nó vô đây? Cũng tại chị kêu em. Bây giờ mày nghe lời tao, mày không ra ngoài đó, mày nắm những người khách có những cặp mắt đó nữa. Phải lựa những người nào có cặp mắt thân thiện. Mà thôi mày đừng lựa nữa, mày đứng tại chỗ cho tao. Khi nào khách vô tận đây rồi thì mày mới rước vô. Dạ. Mày đừng để cho tao phải lên tiếng một lần nữa, mày biết chưa? Dạ, được phân xe vô thay đồ. Được mong chưa? Trời ơi, thôi chết tôi rồi, quán xá mở cửa tan qua như vậy đó mà nhân viên của tôi nó nằm ngủ kiểu này thì khách nào mà dám vô nữa. Người ta vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, mà khách chưa có đến là khách cũng chưa đi mà nó nằm nó ngủ vậy rồi à. Mày dạy tao biểu coi. Trời ơi là trời, mày nghe tao nói không? Mày dạy tao biểu coi. Ý, ai rớt tiền kìa? Không, tiền rớt đâu. Tiền rớt đâu, rớt tiền. Rớt đầu tao nè, rớt đầu tao nè. Không có hả? Ôi con quỷ mất nết, giỡn ngu mà mày. Bà nội cha này, mày nói mất nết hả? Ai vậy, ai vậy? Mày kêu bà chủ là cái gì? Ủa bà chủ ra nào vậy? Ra hồi nào cái gì? Tại sao trong giờ mình làm mình ngủ gục là sao vậy mày hả? Em đâu có ngủ đâu, em làm coi như là em đập bụi. Bụi đâu mày đập? Làm bụi hả? Mày hả bụi? Mày đánh tao hả? Không có, không có. Em nói là mày hả mũi, em mới đập nó. Đây nè, ôi ôi con mũi, bự quá. Mày đứng ra tao biểu mày. Dạ. Mày đứng ra biểu. Em đang câu khách. Mày câu kiểu gì mày nằm ngủ trong vậy nè, rồi khách họ tới họ thấy mày ngủ vậy nè, rồi khách thứ nào mày dám tới đây mà ăn uống nữa hả? Thì nói, cái gì? Thì nói chung là cái gì hả? Nhân viên như mày tao không chấp nhận, một nhân viên như mày, tất cả nhân viên ở công ty đều đây hợp. Ở quán này đâu còn ai đâu, còn có mình em mà. Tại sao vậy? Tại sao nghỉ mà không xin phép tao hả? Ủa bị đuổi mà. Đuổi là phải, cái cung cách phục vụ của tụi nó làm sao tao chấp nhận được, phải không? Đuổi là phải. Nhưng mà mày. Dạ. Mày tao không đuổi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mày lại này tao không đồng ý nghe chưa? Dạ em thân cận mà. Tao biết mà, mày là con người trung thành. Em là người là ở với chị lâu nhất luôn á. Bởi khi mà tuyển nhân viên á, tao biết là mày không có năng khiếu gì nấu ăn. Dạ. Không có năng khiếu gì phục vụ. Dạ. Nhưng mà tao giờ cặp mắt tao biết mày là trung thành. Dạ không nói nào ngay chứ, là mấy bữa nay em cũng đi xin việc nhiều nơi rồi, tại tao chưa nhận thôi. Đi. Không có. Đuổi mày liền tại chỗ. Không có, ý em nói là em đi xin việc nhiều nơi rồi, cho giống như hồi tụi nó em đi khảo sát á, em thấy là không có chỗ nào tốt bằng chị hết trơn, thành thử là em phải ở với chị thôi. Em là suốt đời là theo chị đó. Đúng rồi. Có chỗ nào tốt và cái chỗ nào mà đối đãi nhân viên như tao không? Không chỗ nào được như quán này chị. Làm gì có chỗ nào, làm nào được như quán này? Làm gì có cái quán nào mà làm sướng như cái quán này chị? Ủa cha, là có quán nào mà nhân viên sướng như vậy? Bởi vậy không có cái gì để làm được, không có một khách nào hết trơn. Mấy tháng không có một khách tới là sướng, nằm ngủ đi làm tới giờ đi về không làm gì hết trơn. Chị nói cho cưng nghe, tại sao quán không có khách là tại vì cái cung cách phục vụ của mấy cưng quá tệ. Dạ em hiểu chưa? Em hiểu rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là vấn đề trang phục. Trang phục cứ mỗi một ngày hoặc là mỗi một khách mình phải cảm giác người ta vào nhà hàng khác. Đây dạ. Em nhìn lại đồ chị đi. Dạ. Ngày hôm nay mà khách bước chân vô đây nè, khách cảm giác là khách đang ở bên Hawaii. Đúng rồi. Thấy chưa? Dạ. Đó. Rồi ngày mai khách cũng lại bước chân vào cái nhà hàng này. Đúng rồi. Khách lại tưởng là khách đang ở bên Mỹ. Hay quá. Rồi ngày hôm sau khách lại tới đây. Dạ. Khách nhìn chị, khách tưởng là khách đang ở Paris. Hay quá, Paris. Rồi ngày hôm sau chị, khách cái tới... cái Paris là chỗ nào chị? Paris là có một cái nơi, một cái nước mà người ta gọi là nôm na, rồi nước ở gần gần cái chỗ New York. Wow. Bây giờ mày nghe lời chị nè.
Thứ nhất, dạ, mày lao chùi bàn ghế, mày lao hoài, mày lao hoài, mày sang ở chỗ này, mày sang ở chỗ kia, mày sang lao hoài. Để lao tao nói mòn, tao nói mục vẽ mà rách tưa cỡ này có cái ai đâu, một ngày chỉ bắt em lao 90 lần. Cái chiêu, đừng có đổ đồ vẽ khác cho chị. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ nhì, em phải ra tận ngoài em lôi kéo khách vô cho chị. Bằng mọi cách kéo vô, không dạ, cần khách sang, khách bình dân, khách gì á. Khách là phải kiều khách. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Bây giờ kéo khách bằng cách nào đây? Khách nào mà có dấu hiệu vô đây là phải kéo liền xong. Trời ơi, hình như có một anh. Đúng rồi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Ê, ê, đúng rồi, em kêu. Đây nè, qua đây. Này. Của em. Dạ. Quán mình tên gì em? Dạ, quán này dễ thương lắm, tên nghe thân thiện vô cùng. Quay quần quán. Quay quần quán hả? Dạ. Quán nghe hay ha. Dạ, khách vô đây là quay quần quấn quýt quờ quảng quằn quại bên nhau. À, dạ, dễ thương. Quán đẹp thiệt. Dạ, quán đẹp lắm. Đẹp mà rộng nữa ha. Dạ, rộng lắm anh. Đốt chắc khó cháy lắm em ha. Sáng sớm anh đừng ghẹo em, không có giỡn nha. Anh đùa. Dạ. Mày khùng quá chứ anh nói thiệt tâm sự với mày luôn. Dạ. Anh thích đốt quán lắm. Em không có giỡn nha. Anh có giỡn đòi nói thiệt. Em có giỡn nha. Cái quán đầu đường đó. Gì? Anh đố. Ôi, quán tuần trước cháy á hả? Anh đạo diễn. Nói diễn viên chính của anh đó. Ôi sao báo không có đăng anh? Báo đăng nó mà không đăng anh cũng tức lắm. Không, mà hôm nay gặp cái quán này anh thấy có duyên. Ôi, em có giỡn, em có biết là em có giỡn với anh này. Cái quán lên báo ăn hình lắm em ơi. Em có giỡn thôi. Bây giờ lại mò điếu thuốc coi. À dạ, em mồi cho anh điếu thuốc ạ. Dạ. Ôi à, gì? Ai cho mày lấy lên đây? Dạ, dạ. Điếu thuốc. Dạ, mồi điếu thuốc, dạ. Ôi à, à, cái gì? Không có lấy được, lấy trên đây. Anh biểu em mồi điếu thuốc. Ở đây anh dắt lên là để tạo phong cách, em hiểu không? Chứ thuốc đâu? Bên vai nè. À, vậy dắt hộp thuốc rồi đó hả? Ừ. Con này đeo chân chơi vậy thôi đó anh hả? Đeo chân cho chơi, cho vui. À, không? Dạ. Rồi thì anh lấy anh mồi đi chứ anh bắt em lấy sao được, anh để chỗ nghiệt quá mà. Mày không biết, hồi sáng hôm qua anh đi tập tạ. Dạ. Tét cơ. Tét cơ hả? Bác sĩ nói anh bị thoát vị đĩa đệm nữa. Ồ, tập trên nách mà thoái vị đĩa đệm hả? Ừ. Lấy giùm anh đi em. Để thò vô móc ra đó hả? Ừ. Trời sao cái chỗ nghiệt dữ vậy trời. Lấy đi lẹ. Anh có hay ăn cánh gà chiên nước mắm không? Không. Anh vẫn thích ăn đậu hành hơn. Trời ơi. Lẹ. Đó, nó, đó. Trời ơi, tao nói nguyên một cái bầu không khí mà tao nói thiệt á, nó ngột ngạt hẳn đi thiệt á. Lẹ, lẹ, lẹ. Dạ. Rồi anh cho em mượn cái hộp quẹt đi em mồi cho. Đây nè em, đây, hộp dạ, quẹt của anh á. Dạ, dạ, em chuẩn bị em mồi. Ôi! Hả? Gì nữa? Chứ sao không cho mồi nữa? Bây giờ anh muốn cái gì? Đây! Dạ, em đưa cho anh nè. Mồi điếu này nè. Sao rảnh quá vậy? Hồi nãy kêu tao mồi điếu đó không chịu, giờ đưa điếu này cho tao mồi. Cái điếu này anh chưng 3-4 ngày rồi nó hết tươi, hiểu không? Chưng điếu mới lên cho nó tươi. Trời ơi, gì á trời. Lẹ! Bây giờ muốn làm sao? Đốt lên chứ làm sao mà hỏi. Anh để đi em đốt. Trời ơi má ơi, cái gì mà lửa mà mạnh dữ vậy trời. Khùng quá, đi đốt nhà mà hột quẹt lửa mới to, đốt mới cháy chứ em. Em mồi lại chưa? Ôi ơi. Ôi ơi. Anh rồi hút cái mỏ anh thương quá vậy. Cái mỏ như con cá trừ kiến đẹp ấy sợ. Em dâng lửa lại cho anh. Dạ, bây giờ anh ăn gì anh uống gì anh nói liền. Em làm chứ vậy em cũng không dám nói gì hết chứ trời. Quán có gì không em? Bán đủ thứ trên đời, không có cái gì không có. Món Á, món Âu, món Tây, món Ta, món Tàu gì có hết anh ơi. Có bào ngư không cưng? Dạ có bào ngư. Gì cá? Dạ có gì cá. Yến xào? Dạ có yến xào. Cho ly hột é đi em. Ủa có lộn anh, sao hỏi bào ngư, gì cá, yến xào và cái kêu hột é là sao anh? Tại anh thích hột é em. À dạ. Em biết sao quán trước nó cháy không? Dạ sao vậy? Không có hột é. Mà nó nói xạo qua, nó nói có bán hột é. Nó vô nó xây nguyên một trái thanh long cho anh uống em. Mà anh đâu có bị điên. Anh biết đốt nhà là đâu có bị điên, anh thông minh chứ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Mà nó dám nói anh cái đó là hột é, anh đốt bấy quán luôn. Mất lòng nhau chưa?
em quán em có hộp é. Thì có hộp é thì lấy cho anh. Giá rẻ lắm, có 15 ngàn ly ạ. Anh uống 3 ngàn thôi em. Thì 3 ngàn cũng được. Lát anh trả 15 ngàn nha. Anh có 3 ngàn. Thì anh có 3 ngàn. Lát anh trả 15 ngàn nha. Anh có 3 ngàn hả em hiểu? Thì em biết anh có 3 ngàn mà. Tao nói tao có 3 ngàn hả? Bé em bán 15 ngàn chứ giờ 3 ngàn. Bà chủ mới trừ lương em vô rồi sao? Có bao nhiêu tốn bao nhiêu. Lấy ra. Thì sao mày bà bao nhiêu? Bây giờ mày lấy không? Bà chủ ơi. Khách khứa tới mày lại làm hóc ông sợ vậy? Tại sao mày phục vụ khách? Anh là cái gì? Dạ thưa anh, dạ thưa nhân viên của em không biết cách phục vụ anh. Dạ em xin lỗi anh nhiều nha. Đó, bà chủ coi. Dạ. Em xin cái ly hột é. Ôi trời ơi. Nó không đem ra. Tại sao vậy hả? Tại sao bếp hột é mà không bán là sao? Tại vì ảnh. Tại vì cái gì hả? Bộ mày coi thường hả? Ăn mặc cái gì mày coi thường người ta hả? Uống hột é mày coi thường hả? Không phải. Không phải cái gì, cho dù ảnh có đồ uống một ly trà đá mày cũng vẫn phải phục vụ ảnh nghe chưa? Ý kiến gì đi. Mày không cần ý kiến gì hết. Mày đi vô làm sao mày lấy một ly hột é cho tao? Nhưng mà ảnh có. Mày em. Có cái gì? Người ta có tiền người ta mới vô đây, người ta không có tiền người ta vô đây làm cái gì? Làm sao? Đi vô lấy hộp é ra đây. Mà nói nha. Mày im nha, mày im nha. Dạ thưa anh, em gái miền Tây xin thành thật xin lỗi anh là bởi vì nhân viên của em chưa phục vụ đúng cách à. Bà chủ đúng là bà chủ. Dạ. Khôn quá trời khôn. Dạ luôn. Em khôn mới là chủ quán, còn nó ngu mới làm nhân viên. Ngồi chơi. Dạ. Dạ hộp é nè anh ơi. Mày coi. Em phải dạy nó vậy đó anh à. Thằng này coi quán, trong coi quán cũng dễ thương á bà chủ. Dạ. Ngon chứ anh hả? Dạ. Trời hay quá, anh hút như trâu hút vậy ha. Một phát một. Dạ thưa anh. Anh còn uống gì nữa không ạ? No rồi. Dạ no rồi hả anh? Dạ no rồi thì sao anh? Tính tiền về chứ sao trời. Dạ dạ. Dạ thưa anh, ly hộp é này em bán 15 ngàn. Em còn có 3 ngàn hả? Dạ 3 ngàn để cho thằng này cũng được, còn em là hộp é thì 15 ngàn. Thì bởi mà em còn có 3 ngàn hả? Dạ nhưng mà hộp é em 15 ngàn. Em mua 3 ngàn. Không có 3 ngàn là anh ngồi mấy hàng rong ngoài đầu đường, tại quán em phải có đóng thuế thì ra là 15 ngàn. Chị ơi em còn có 3 ngàn chị lấy không? Phải đưa thêm 12 ngàn mới đủ 15 ngàn anh. Dạ bây giờ nè, em nói em có 3 ngàn hả chị lấy không? Anh mới đố cái quán sớm trên tuần trước á chị. Em còn có 3 ngàn hả chị? Chị lấy giùm em. Dạ. Ông nội em cũng dám lấy nữa. Thôi hồi về đơn vị gốc đi. Không, chị không lấy em giận á. Không, không lấy em, lấy em lấy. Dạ em phát bài, em chia bài, em chia lại nha. Dạ. Vậy là quá không lấy hả? Mình chơi xì dách đây nha. Mời xì dách nè, mở bài. Bùm, ê, 20 nút, mở bài. Bùm, ê, xì dách, thắng được 3 ngàn. Thằng dễ thương gì đâu. cung cách quán và như phục vụ cũng ok, anh thấy được á. Dạ. Rồi, bà chủ ơi. Dạ. Quán có thẻ khách hàng thân thiết không á? Dạ. Chưa có hỏi thẻ hội viên nữa kìa trời ơi. Dạ, ở đây tụi em chưa có làm thẻ hội viên. Dạ, chắc nay mai quán em đóng cửa nghỉ rồi anh. Đâu? Mai dẹp quán đi. Mai cho em dẹp đi. Mai em dẹp đi. Mai không được dẹp đâu. Dạ, không được dẹp à. Dạ. Dạ. Em muốn uống một thẻ hoài. Nha chị. Dạ. Rồi ngày mai em ghé tiếp. Dạ cứ tới đi anh, ngày nào em cũng cúng cho anh ly. Cho em dạ. Xin cái ly với cái này nha, về qua quán khác uống gì. Dạ. Ok, cái ly xin luôn hả? Dạ thôi anh đi vui vẻ anh. Dạ anh mạnh giỏi. Dạ, thương anh quá. Bà nội cha mày, tại sao mày không báo cho tao biết đó là thằng cô hồn? Cô hồn cái gì? Cô hồn cái gì? Dạ không có. Ủa sao anh trở lại vậy? Em rớt hộp thuốc. Ủa sao quán không thấy hả? Lượm chị, ngay dưới chân chị kia. Dạ để em lượm. Lượm! Để em lượm. Mày ông nội tao mà biết tao lượm mày. Em quên, chị là chủ em quên luôn. Mình chia bài, ý, bán được hộp thuốc. Phong cách phục vụ là được nhưng mà tham. Dạ. Mấy người tham. Dạ. Cho xin cái chén nha. Dạ, có nhiêu lấy hết đi anh. Dạ. 4 cái đi. Mai quán cũng đóng cửa rồi, không sao đâu. Anh nói là không được nghỉ. Dạ. Cho xin, tại còn ba đứa nhỏ nó ngồi ở ngoài nó chờ. Dạ. Thôi đi đi. Đi ngay đi ra bà chủ ơi. Chào anh đi vui vẻ, thương luôn bình an nha anh. Dạ. Anh ráng nha anh, sắp mưa rồi đó, coi chừng thiên lôi nha. Mày nghĩ làm sao nó xin một cái chén mà mày cho luôn ba cái chén. Trời đất ơi, mà không cho nó tốt quá làm sao. Hồi nãy tại chị không, em đã nói rồi. Em đã nói rồi, em kêu chị đừng đi. Em nói là thằng cô hồn, trời ơi, bà kêu tôi nín.
Tao đâu có biết mày ngu như vậy. Ít ra là mà khi mà mày biết nó là thằng có hồn rồi, mày đừng có mời nó vô đây. Hồi nãy cái cũng cái miệng chị nha, chị nói là mày lôi kéo khách vô, bất cứ khách nào có ánh mắt mày có thân thiện với cái quán này nhìn vô cái là mày lôi vô cho tao. Chị kêu không à? Thôi bây giờ mày ra mày đón khách, thì bây giờ khách nào có ánh mắt hiền hòa, ánh mắt nào mà khách nào mặc đồ sang trọng mày mới mời vô nghe chưa? Đó là mặc đồ sang trọng, ánh mắt hiền hòa mới vô phải không? Ờ. Thà nói vậy đi tao hiểu. Trời ơi trời, mày giết tao. Ba cái chén tao trừ một tháng lương của mày tiếp tục. Trời ơi, có ba cái chén mà. Rồi sao? Ra ngoài đón khách. Alo. Dạ, con khỏe. Nó khỏe không? Dạ. Cũng được, dạ. À dạ, để bữa nào con thu xếp công việc ở bên này rồi con ba bệnh thăm ba má nha. Dạ. Dạ sao? À, lấy vợ hả má? Trời ơi, từ từ má ơi, mình cũng phải tìm hiểu coi cái người đó là như thế nào, có hợp với mình. Alo. 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 Bực ghê vậy đó. Mỗi lần mình nhắc tới cái chuyện vợ con là má mình mà giận cúp điện thoại. Mà đâu phải là mình không muốn lấy đâu. Đã quen bao nhiêu cô rồi, dẫn về nhà này, mà mỗi lần dẫn một cô bạn gái mới về nhà này gặp hai con người làm ở trong nhà là không biết là chuyện gì xảy ra, qua ngày hôm sau chia tay. Nhắc tới hai con người làm bực mình. Ông bà đi rồi ha, lo cho hai người này ở với ông bà là mấy chục năm rồi. Bây giờ hai ba má mình ra nước ngoài rồi, mà bây giờ cứ đi rồi mà cứ để hai ông ở đây, nó là lo cho mình mà mình đâu có cần. Nhắc tới là bực mình. Ông Miền đâu? Ông Miền đâu? Dạ, cậu chủ kêu tôi. Tôi sẽ đến với cậu chủ trong vòng ba nốt nhỏ. Lẹ lên. Trời đất ơi. Ông làm cái gì đằng sau mà tôi kêu khang cả tiếng mà mới lên vậy? Hả? Dạ, kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết. Sao? Cách đây hơn ngàn năm, loài người bắt đầu xuất hiện trên trái đất. Trời đất ơi. Lúc ấy loài người chủ yếu săn bắt hớ lượm, đi bằng chân ăn bóc bằng ta. Tôi biết rồi, cái chuyện đó tôi có đọc tài liệu tôi hiểu, tôi không cần ông dạy tôi. Dạ. Tôi hỏi là ông làm gì đằng sau vậy? Hả? Dạ kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết, sau khi loài người xuất hiện rồi loài người tiến hóa thêm mấy trăm triệu năm nữa, tôi già quá tôi không nhớ nổi. Trời đất ơi, cái rồi, gì vậy? Lúc đó loài người bắt đầu náo bằng nồi, ăn bằng chén, uống bằng ly. Dẹp đi, tôi nói tôi biết rồi, nghe chưa? Ông nhìn tôi cái gì hả? Thái tóc lọa quá, có gì lạ trơn á, nhìn nó thật quá. Ông trả lời tôi đi. Dạ. Ông làm gì ở sau nhà mà tôi kêu khang cả tiếng mới lên? Ông làm cái gì? Rửa ly chén sau bếp. Có vậy thôi mà ông lên ông dài dòng, ông kể từ thuở xa xưa thời bằng đá là cái gì vậy hả? Ba má tôi có dạ, phồm là con người thì sống phải biết trước biết xa, khúc giữa kệ mạng. Ừ, nhưng mà tôi chỉ hỏi ông cái chuyện đơn giản là ông làm cái gì đằng sau. Ông chỉ cần lẽ là tôi đang làm sao nhà, làm rửa chén bát, rửa ly chén sao bát. Dạ. Xong chưa? Dạ kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết nữa, sau cái loài người xuất hiện thì loài chuột bắt đầu xuất hiện. Nói sao? Nó bắt đầu sinh sôi nảy nở trên toàn thế giới, hàng trăm hàng triệu hàng vạn con, trong đó có hai con lọt vô nhà cậu chủ. Đứa đực tên là David, đứa kế tên là Jennifer. Trời đất ơi. Hai đứa nó gặp nhau, yêu nhau rồi bắt đầu sống thử với nhau. Cái gì? Chuột mà cũng sống thử nữa hả? Dạ, con người thế nào thì con chuột cũng như vậy. Trời đất ơi, rồi sao nữa? Sau khi sống thử thì con kế trót mang bào mà không đi phá thơ. Trời ơi, chuột mà phá thai, ông giỡn với tôi hả? Dạ, xui là nó đẻ ra 18 đứa, trong đó có một đứa ngỗ nghịch nhất. Nó chạy tung tan khắp nhà. Ngày hôm nay lúc tôi đang rửa ly chén, sọt sọt sọt, con chuột út chạy ngang qua. Trời ơi, chuột cháu chẻn bể hết cho. Ông mày ơi, bao nhiêu là ly tách chén để trong nhà tôi, ông từ từ ông đập nát hết trơn là sao vậy? Xin cầu chủ đừng chửi tôi, đó không phải là lỗi của tôi. Chứ lỗi ai? Lỗi định mệnh. Trời ơi, định mệnh cái gì? Định mệnh đưa tôi đến với nhà cầu chủ, định mệnh đưa tôi làm bể ly. Nhưng kính thưa cầu chủ, ly chén từ cát bụi mà ra, tôi chỉ tiễn chúng về với cát bụi. Trời ơi, tiền tôi... Thôi được rồi, chỉ tôi tỉnh chứ ông sao, dạ. Thấy chưa? Cái chuyện tôi nhờ ông đem bông tới để tặng cho bạn tôi khai trương tiệm ở đây tới đâu rồi? Dạ, kính thưa cậu chủ, như cậu chủ cũng đã biết. Dẹp đi! Có làm hay chưa?
cái chuyện cũng phải có trước có sau. Số 1 tới số 2, 1, 2, 3, 5. Tôi hỏi làm hay chưa? Dạ rồi. À, đơn giản hỏi làm chưa? Nói rồi, được rồi. Hiểu chưa? Phải có trước có A, có B. Chê, ô, iPhone 6. Sao anh rảnh quá vậy? Mới ở bên Mỹ về. À, cách đây mái ngà chứ mái. Ừ. Tươi xanh như nồi canh. Còn cái iPhone 5 cho con được không? Thôi im đi. Tôi thèm cái iPhone 5. Thôi, cứ nói chuyện với MobiPhone đi. Alo, em hả? Anh nè. Sao? Thích bông của anh tặng không? Màu của em thích đó. Ừ. À, anh bận quá, sai người làm đưa tới tiệm cho em đó mà. Ừ. Hả? Cái gì? Có chuyện đó hả? Alo. Em anh ơi. Cái gì giống miệng? Chuyện gì mà ông chủ hái hồn vậy? Tôi sai ông đi đem bông tới tặng cho bạn tôi khai trương tiệm bữa nay. Ông nghĩ sao ông đem bông tới được rồi? Ông để cái dòng chữ thành kính văn u là sao? Như bà chủ, như bà chủ cũng đã biết. Mày im đi, tôi bực mình rồi đấy à. Tôi đâu có đi lộn, tôi bận việc, tôi nhờ ông cực ông đi lộn. Trời đất ơi, sao không thuốc dao trong ông ra ông cực như vậy? Ông cực đâu? Ba má tôi sinh ra có hơi ta hai chân làm đau hết. Ông cực đâu? Dạ, kính thưa cậu chủ. Sáng sớm tinh sương tôi thấy ổng, nhưng khi mặt trời vừa ló chiều sau đỉnh núi, ổng đã đi đâu mất tiêu rồi. Ông im giùm tôi đi, ổng có trong nhà không? Hang chui. Ông cực. Ông cực đâu đây? Đại biểu. Trời đất ơi. Chửi hồi nãy tới trời chửi quá trời chửi. Anh Vũ kìa. Hai ông bước lên đây, bước lên đây, bước lên giùm tôi. Bây giờ tôi mới để ý. Bữa nay ông ăn mặc gì kỳ cục vậy? Hả? Áo đều lấy đâu ra? Thì ba của cậu đi nước ngoài định cư, tôi thấy bỏ cái ốp vét ủng quá lái mạc luôn. Trời đất ơi, đồ của chủ nhà mà ông lấy tùy tiện không xin phép hả? Ông làm gì có đúng hay không? Tôi ông lắc đầu cái gì? Hả? Ông cũng vậy đó phải không? Lấy đồ của ba tôi mặc cái gì? Không, tôi là một người có tự trọng, không bao giờ tôi lấy đồ của ông chủ tôi mặc đâu. Vẽ dạ, lại đâu? À, của bà chủ á. Đó, bỏ uổng mà. Bỏ uổng. Đây đây, sống trên nhung lụa. Ừ, nhung, nhung. Bỏ bà vô đi, ha, tôi tính sao vậy hay không? Tại sao ông đem ông miền, ông kêu ông đem bông tới bạn? Đem rồi, đem rồi. À. Tôi đem rồi, tôi tới, tôi đưa cái bông xong xuôi, cô chủ, cô thấy là cô giật ngựa ra, cô xỉu, cô đẹp quá mà, cô mừng. Biết sao cô xỉu không? Sao? Ông nghĩ sao mà ông tìm người ta khai trương ngày vui, mà ông để thành kính phân u, là sao? Có hả? Hả? Tại sao ông làm vậy? Tôi đâu biết gì nào. Cái gì? Ông tới ông mua hoa, ông mua bông. Đúng rồi, ông này ông dặn á là kêu ông chủ thích mà kêu cái cô đó thích bông màu tím. Đúng rồi. Thì tôi mua bông màu tím. Hả? Tôi mua xong rồi nó hỏi là có để cái chữ gì lên không. À. Đó, cái nào tôi nói để lên cho nó hoành tráng, rồi nó đưa một rổ chữ cho tôi lựa. Sao ông không biết ông lựa chữ gì vậy? À, tôi đâu biết chữ. Không biết chữ thì lựa. Chui thôi. Chứ nó... đâu phải do tôi. Lỗi đâu phải ông? Đúng rồi. Lỗi định mệnh. À định mệnh mà. Định mệnh con khỉ. Ông không biết chữ thì không biết hỏi người ta, ta chỉ hay sao? Đó thì tôi nói thôi mấy đứa tự làm luôn đi rồi nó để lên đâu có biết gì đâu. Đó đâu phải lỗi do tôi. Lỗi định mệnh. À. À. Alo. Lỗi của ông. Ông à, có em hả? À, à đây đây. À, chuyện là gì em ơi? À, cô Lan hả? À, cô Lan. À tôi đây cô Lan ơi. Tại à, xin lỗi cô Lan, không phải là ông chủ tôi đâu nghe. Để từ từ. Tại tôi á, dạ cô Lan à, tôi xin lỗi cô. Ông chủ tôi rất yêu cô Lan à. Hả? Sao? À cô tên cô Huệ hả? Tên ngoại rồi. Nhưng mà không sao, Lan Huệ gì đâu cũng lên bàn thờ rồi. À, nhắn lại. Rồi, để tôi nhắn lại. À, cô Huệ cô nói là ông chủ xóa số điện thoại của luôn đi. Sao vậy? Hả? Lỗi không phải của mình. Lỗi do định mệnh. Đúng vậy. Định mệnh quay. Làng ông sơn sát vậy. Hả ông cực? Tại tôi thấy tôi có lỗi, xin lỗi. Không phải lần này đâu nha. Lần nào tôi vừa bắt cái điện thoại lên, ông nhào nhào tới ông giật, ông nói chuyện thế tôi là. Hồi nãy ông có nghe điện thoại không? Ừ. Tôi đâu có chụp đâu. Đúng rồi. Tôi ở trong nhà tôi đâu có chụp. Mình sửa sơ mà. À, lỗi đâu phải do mình. Lỗi định mệnh. À định mệnh. Định mệnh không biết răng cần sửa cần sơ. Lan Huệ cũng vậy. Ừ, không chứ, phải loan là được rồi. Chứ sao lên bàn thờ. Ừ, loan giữ lại. Loan giữ. Nguy hiểm lắm. Tươi xanh.
À đó, à đó. Alo, nè. Không có giỡn nha. Tôi mới vừa nói chuyện thôi. Tính đi. Đừng nói chuyện. Xin lỗi cổ một tiếng. Đúng rồi, cho tôi nói xin lỗi. Xin lỗi cổ giùm tôi. Được rồi. Em hả, anh nè. Rảnh đi ăn chè chuột bạch chơi. Còn lại ba. Chè khúc bạch chứ chuột bạch gì. Chuột bạch gì? Không có dành, không có dành. Alo em à, cái chuyện là không, cho tôi xin lỗi đi. Con lại không, để con nói chuyện với lại bạn con cái mà. Alo. Có chuyện hủ con phải không? Cháu cỡ. Hủ tham nhà cửa phải không? Ba má cháy chưa hay gì đó. Lại ba, ba để cho con nói chuyện được không? Trời, khổ trời quá. Alo. Đi đi cho tôi. Con lại ông nội đi con. Alo. Không có. À, anh nói chuyện với lại ba với ông nội anh đó em. Dạ. Hai ông vui lắm mà. Bữa nào ông ghé thăm đi. Trời ơi. Ờ nha. Không vậy vậy. Ờ rồi 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 ha. Rồi vậy đi ha. Có gì nói chuyện sao? Hai ông bước lên đây. Ông miền ông cực làm ơn bước lên đây. Tôi nói một lần chót. Kể từ ngày hôm nay về sau. Dạ. Mỗi lần tôi nói điện thoại hai ông làm ơn yên lặng. Dạ. Đừng có nói một cứ một tiếng nào. Thấy chưa? Dạ. Bây giờ tôi đi công chuyện. Dạ. Ha. Hai ông ở nhà làm dạ. công việc. Đừng có làm cái gì. Ông không được đập để bất cứ cái món gì khác. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Còn ông cũng vậy. Làm ơn làm những cái chuyện của mình. Ha. Trả quần áo lại cho ba má của tôi trong tủ. Nghe chưa? Nhớ nó. À. Thế thì giặt ủi cho trả lại. Chờ giặt ủi nữa hả? Thì giặt ủi cho trả lại. Tiền ai trả? Ông trả cho ai. Lỡ không phải của mình. Lỡ gia đình mày. Đúng vậy. Thôi đi nha. Ở nhà coi cửa nẻo đàng hoàng. Đóng là cho đàng hoàng, nghe chưa? Thì tôi khổ hai ông ghê đó. Nghĩ sao mà mướn hai ông người làm tên gì kỳ cục. Ông tên Miền, ông tên Cực. Còn mình tên Lạc. Miền Cực Lạc. Tôi mới là định mệnh nè. Nhìn kích với hai ông à. Ở nhà có nhà đó. Cười cái gì? Không có tụng kinh. Nhìn cái bụt rùa tôi không thích rồi đó. Không có tụng kinh cho nên không biết. Miền Cực Lạc là nơi trong trường đã. Đi rồi. À thôi đi rồi, ngồi một chút rồi mày. Chứ... có ăn nó chửi miết. Bà nội cho ô sinh mà làm như ở đợ chửi miết. À. Buồn chứ ha, bị chửi miết cũng buồn chứ ha. Ôi trước sau giờ cũng phải đi khỏi chỗ này chứ rồi. Đi, biết đi về đau, không có nơi nương tựa. Thở chi có một tình yêu để mình còn có chỗ mình bám víu vô. À, ông không có chứ tôi có. Thôi ông đừng có sổ sổ, ông mà lộm chi mà có tình yêu. Có. Có không? Có. Đâu kể nghe cô. Nè tôi yêu cái bà Tư xách nước heo đó. Bà Tư xách nước heo hả? Ờ. Có không? Có. Kể cuộc tình nghe. Tôi làm thơ tôi tặng bà. Châu cho ai biết làm thơ luôn hả? Bữa đó tôi đang phơi đồ ở trên sân thượng đó. Ờ. Xong tôi thấy bà xách nước heo đi qua, xong tôi làm bài thơ liền. Làm bài thơ tán liền. Tức cảnh sinh tình làm bài thơ tán liền. Đọc nghe chơi. Trên trời có triệu vì sao, ghép thành bốn chữ vì sao yêu người. Với đó có vạn con người mà sao chỉ có một người tôi yêu. Ba phút sau có hồi âm liền. Có hồi âm hả? Quả theo thơ của tôi. À. Trên trời có triệu vì sao, dưới đất đâu phải có tao. Với mày yêu tao thì kệ mày, mày tao không yêu lại mày làm gì tao. Trời ơi. Bà Tư đâu mà vô duyên vậy? Không yêu thì thôi chứ làm thơ chửi người ta. Chồng mà chửi á. Cái gì? Chồng. Trời cha. Há hoa tình cành hả? Đâu có, tại thấy hồi xưa giờ thấy bà đi có mình không mà. Đâu có biết bà có chồng. Cuối cùng tán rồi mới biết. Hay nhá. Nhưng mà dù gì đi nữa tôi cũng có một mối tình. Dù nó vụng dại nhưng mà nó hay. Còn đỡ hơn ông. Không có một mối tình nào. Xin lỗi nghe. Xin lỗi nghe, con gớ là xếp lớp, tuổi tiên không? 17 tới 21 qua 22 tuổi, chia ta. Có không? Có. Sáng làm thơ, trưa làm thơ, tối làm thơ, tạng mới chịu ăn cơm, uống nước, đi lòm. Thiệt không? Ông có biết làm thơ luôn hả? Ừ. Thơ một bụng. Thiệt không? Ghê vậy? Hầu sáng, mới hầu sáng tuần trước, đoan nằm, làm chi? Đang nằm ngủ, còn đang tỉnh, đang chưa tỉnh ngủ lắm. Mới dạy đi toilet, đang đi toilet thì con ghẹ nó gọi điện. Anh ơi làm em tặng em bài thơ buổi sáng em mới có động lực để em làm việc cả ngà. Rồi sao làm không? Đang mê mê mang mang làm luôn.
sáng ra đi tiểu vàng khè, ô hai trời đã đổi hè sang thu. Ghê không? Có cảnh sinh tình á. Ờ, làm xong tới nhà rước đi ăn sáng. Được không? Hàng xóm bố dọn nhà đi gấp rồi. Sợ mình qua mình làm thơ nữa hai chi á. Cái bài thơ đó đâu phải tức cảnh sinh tình, bài thơ đó là tức cảnh mà sinh lý á. Tao lao. Nhưng mà tôi nói ông nghe nè, trước sau thì cũng phải dọn khỏi nhà này. Thằng Quy, đó nó về rồi nó mở cửa đi. Cũng phải có lý do ông mới chửi mình á. Mấy năm trời đâu có vác con ghẹ mua về đâu. Sợ tôi gặp ông là banh xác á. Con ghẹ mà gặp tôi ông là banh xác là chia ta hả? Ờ, tôi thấy cũng lạ. Hình như là hai đứa mình có số xác ghẹ á. Thì đó. Con nào về cũng banh xác. Nó bấm chuông kìa, ra mở cửa đi. Ủa? Có chìa khóa mà không bây giờ mở cửa. Có ai ở nhà không ạ? Ủa bấm chuông quá trời mà sao không thấy ai đợi chút, trả lời đợi chút ai? Ủa dạ, ủa dạ dạ châu châu cho cái gì hốt ghê có hốt rồi được sao hốt rác rồi hốt ghê hỏi là cái gì con ghê à nghe châu dạ ô dạ yeah. Dạ dạ con xin chào bác coi dạ. À. Dạ con con là ai? Dạ con xin tự giới thiệu. Dạ con là Vui, con là bạn gái của anh Lạc. Cái gì? Dạ con là bạn gái của bạn anh gái con Lạc hả? À? Dạ. Quen nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con quen nhau cũng được 2 năm rồi. Sao nó quen nhau 2 năm mà mình không biết? Đào có dám đưa về nhà, sợ gặp tôi với ông là qua ngày hôm xa chia ta. Số xác ghệ mà. Mà bữa nay qua 2 năm rồi cũng dính chưởng à. Không phải lỗi của mình. Lỗi gia đình mày. Đúng vậy. Qua điều tra. Ờ dạ. Ờ. Dạ con xin lỗi con đường đột quá nhưng mà con muốn biết hai đường, bác. Đường đột đến gặp gia đình hả? Dạ. Hai bác đây là. Nói chung là cũng quen lâu hả? Quen dạ, lâu chưa? Dạ tụi con quen nhau được cũng được 2 năm rồi. Châu, 2 năm rồi hả? Quan hai nam mà không dắt về thấy gớm không? À. Giáo như mèo giáo ứ. Ừ. Mà bữa nay dắt về cũng chết mà tôi rồi. Nói rồi. À. Bánh xác. Ờ à, dạ. Tất cả chuẩn bị. Âm thanh ánh sáng chuẩn bị. Màn hình lấy chuẩn bị. Trang phục chỉnh tề. Action. Dạ con nghe anh Lạc anh nói là đây, anh ở đây với ba với lại ông nội của anh. Ta xin giới thiệu. Ta là ba của thằng Lọt. Lành ghê. Ba, dạ, dạ. Lành hơn ông nội thằng Lọt. À, tôi ông nội Lạc á. Ông nội Lạc á. Ông nội là ông già hơn ba nhiều. Ông già lắm. Bác ông nội Lạc đấy con. Ông là ông nội Lạc đây. Ba vô ghế ngồi đi ba. Ông ác rồi, bác làm ông nội mà tới mẹ luôn. Rớn đi ba ngồi đi ba. Con ngồi chơi. Ngồi chơi con, đây. Ngồi đây. Dạ ông nội nhà mình nhanh già quá. Tới tuổi này nó muốn xuống, nó muốn lên, nó lên con ơi. Dạ. Mà hổm rài xuống nhiều hơn lên. Vậy là anh Đạt á, mới nói chuyện điện thoại với con á, anh nói là ông nội với ba, vậy là trời ơi con vinh hạnh quá, hôm nay con tới đây thì con được gặp ba với lại ông nội của anh Lạc. Nhà mình á ba người đàn ông sống chung với nhau như vậy chắc là vui lắm ha ông. Vui con khỉ móc xì. Mắt dạ như con quỷ. Ba ơi con thật là lỗ mãn. Tại sao con lại giặt áo cho người ta xem lưng? Dạ. Chuyện gia đình mình là gia đình mình biết thôi. Dạ. Mình giặt áo cho người ta xem lưng là mình phải mỏi tay. Dạ. Cởi mẹ cho coi luôn cho phải. Dạ. Không có đâu con ơi, khổ lắm. Ủa vậy sao vậy ông? Nó chửi hoài con ơi. Anh là anh chửi hả? Không tin. Con muốn nghe không? Dạ. Con muốn nghe ông sẽ kể cho con nghe. Sự tích. Dạ 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 nghe. Khổ lắm con ơi. Dạ dạ. Con vô trong lấy cái cất xếp ra đây cho ba. Dạ. Ba ơi con vào trong đây. Nó ngoan lắm. Con rất dạy ngoan. Con ngồi chơi nha, để đi lấy nước uống. Dạ thôi được rồi ông ơi. Có cái chiếu đây mà nó cũng không chịu dọn. Nó để đây con.
thiệt không chịu nổi luôn. Ba ơi ba, cất sách đây nè ba. Con đem cái cất sách vô đây này. Em vô trong đây. Dạ. Có việc gì không ba? Bấm luôn đi, bấm luôn đi. Khổ lắm à, con ơi. Ở đỡ mấy chục à, ở đỡ mấy chục người mà nó đuổi hết rồi con ơi. Biểu nó lên lương à, biểu nó lên lương sơn chơi mà nó không cho đi con ơi. Ôi khổ quá con, tắt đi tao mệt đâu. Vậy đó, vậy đó, khổ dữ lắm. Anh Lạc, anh đối xử tệ với ông với bác vậy hả? Tệ lắm, tệ con lắm. Ơi con không tin đâu. Anh Lạc, anh đối xử tốt với con lắm. Trời ơi con... Đúng rồi, đối xử tốt với con là đúng rồi. Đang đúng. Tại nó có cái để coi chứ mình có gì đâu có. Cô á, chị Đa thì cũng như nhau, là con người là giống nhau hết. Giống nhau cho được hả? Giống nhau được đâu. Châu cho trò bó lửa hay bây giờ bưởi nó giá trị hơn còn mình là gì? Mình thấy ghê. Bánh bèo có cặp bưởi lợi thế ha. Lợi thế thua khổ mình lắm con ơi. Dò rồi nói vậy chứ không phải đâu. Con không tin đâu. Con không tin thì để chút nữa con về nó có mặt ở đây nè. Nó thiệt con nghe, nếu mà con hỏi nó là con hỏi ai đây, chắc chắn nó sẽ chỉ là ô chim của anh. Cái gì? Không có đâu. Bắn khiêu lắm. Anh Lạc không có dám nói gì đâu. Bà với ông nội mà kêu là ô chim. Ảnh không có tệ tới mức đó đâu ông ơi, bác ơi. Không tin thì để về đi rồi hỏi. Ông mày không cần tao rồi. Đã, trời. Tự thân tôi kêu. Tự thân. Thôi cửa nẻo, để cửa nẻo mở gì vậy sao? Trời ơi con ơi, cứu ông nội con ơi. Nói sao mà. Trời. Ủa vui. Em tới là làm gì? Em tới bất ngờ quá không? Em mới tới. Em khỏe không? Khỏe. Đó, đã có người giết nó thay ta. Anh Lạc, trước giờ anh luôn nói với tôi những lời ngon ngọt, dễ thương. Nhưng tôi không ngờ con người anh lại khốn nạn tới mức đó. Cái gì? Khốn lắm. Anh làm gì mà em nói anh khốn nạn? Bây giờ anh trả lời cho tôi biết con hai ơi. Người này là ai? Thôi bỏ đi. Thôi. Cái gì? Con ơi ông. Hai người này là ai? Hai người này là ông ai? Ông ba này là Usin nhà anh chứ có gì? Phải chưa? Trời ơi. Trời ơi khổ quá đi anh con. Anh nói cái gì vậy? Hai mày là Usin nhà anh. Anh điên hả? Đây là ba với ông nội của anh mà. Cái gì? Người ngoài mà ai người nói? Ta còn nhìn ra là ba với ông nội. Mày trong nhà mày không nhìn. Ông nói cái đừng, gì? Đừng giết ông nội ông con. Nói cái gì? Ông nội lại con. Anh trời ơi, ơi bò đừng có đi cho. Nó làm gì? Nó bóp cổ ba kìa con ơi. Trời ơi, nó bóp ở ngoài đường, nó bóp cái gì quen rồi, nó về nó đè, nó bóp cổ tôi rồi trời. Ông nói gì tôi không hiểu gì trời. Bác Hiếu. Chuyện gì vậy? Mày có tội Bác Hiếu. Chuyện tội gì? Thứ nhất là mày ngược đỡ gia đình. Cái tội thứ hai mày ghen cái táp tao không hờ làm. Cái gì? Đừng cái gì? Trời ơi, nó đánh qua tôi kìa. Trời ơi, cứu. Ô, Chumia. Cái gì? Cứu tôi với, Chumia. Là cái gì? Cứu tôi với. Cái gì vậy? Ông có tiếng gì? Tề Thiên Đại Thánh đó. Trời đất ơi, Chumia cái gì? Trời ơi, hai người làm cái gì tôi không hiểu. Anh à, tôi không ngờ là anh lại có người tệ bạc tới mức đó. Ngay cả ba cũng với ông nội của anh không dám nhận sao? Em mà em nghe kỹ đi. Tôi không cần nghe gì hết. Đừng nghe con ơi, bây giờ nó dụ dỗ con đó. Con đi bỏ nó đi con ơi. Bỏ đi chia ta đi. Kết thúc cuộc tình này là chấm hay. Cuộc tình này là pha phôi. Em đừng có nghe hai người này.
con người anh như vậy đó anh Lạc. Bây giờ như vậy, anh bước tới đó, quỳ xuống xin lỗi ba với ông nội của anh đi. Miệng em nói sao? Anh quỳ xuống xin lỗi hai người này hả? Cái gì vậy anh? Ba bị gì vậy? Anh có quỳ không? Ba bị lên cơn đau tim. Đau tim ba ôm ở dưới bụng. Bây giờ anh có quỳ không? Em ơi, không có thể nào có chuyện này xảy ra được. Tại sao anh phải quỳ? Nếu anh không quỳ thì tôi với anh chấm dứt tại đây. Cái thúc một cái này là chấm hay quỳ đi. Anh có quỳ không? Anh thấy ông nội lên tim rồi chưa? Thôi được rồi. Yeah, happy new year. Thôi được rồi. Tôi quỳ nè. Ba ơi, sao ba có vẻ hết bệnh vậy? Ba khỏe rồi. Ô châu cho. Ông nội đâu có muốn vậy đâu con. Nhưng mà trong nhà này, con làm như vậy là người ta sẽ cười dòng họ mình, con biết không? Ông nội thương con không hết mà nó thương mày lắm mà. Bà đánh con như vậy con sướng tê người. Gì? Mày nhìn gì? Mày nhìn gì? Con ơi, bây giờ con không ngại ông dạy cháu không chứ? Dạ, dạ, ông cứ dạy đi. Con ngồi chơi. Dạ, được rồi. Con à, dạ. Vô trong lấy cây thượng phương bảo kiếm ra đây cho ba. Dạ. Lộn chi có thượng phương bảo kiếm cho anh. Có cái thượng vàng vàng tôi để trên đầu tủ. Ba ơi, con sẽ đi ngay. Con thì quá lịch sự mà cháu mất dạy. Không thể nào tưởng tượng. Nằm xuống đây mày. Nằm xuống đây. Mày nằm xuống đây. Thượng phương bổ kiếm tới. Cái gì ghê vậy? Im đi. Có nảy chuối nữa là dằn mày được rồi đó. Động quan. Cái gì vậy? Con không được như vậy nha. Con mày còn nằm đây mà mày kêu động quan. Mày phải gọi là tẩn liệm. Trời ơi. Con cái đó chỉ cho nó biết. Con ta tới dạy mất gì tới mày. Ông nói cho con biết, trong nhà này quốc có quốc pháp. Do có do heo. Tào lao. Do có do quy. Ăn rồi nấu trong bếp hoài. Bữa nay ông nội đánh con, gia pháp của nhà này đánh con cháu chỉ đánh 3 roi thôi, không có thêm 1 roi nào nữa. Quánh thì ít, nhưng mà nói cho con cháu nghe thì nhìn chết bà bị nói cho con cháu nghe thì nhiều. Rồi thứ nhất ông nội đánh con về cái tội mày đi chơi đêm. Tao hỏi mày, mày đi 1-2 giờ sáng mày mới về. Tụi tao già rồi không ngủ được, 2-3 giờ mới ngủ vừa thiêu thiêu. Mày về mày bấm cửa, sao mày ác ôn dữ vậy? Mày ăn giọng ở ngoài chứ tụi tao có ăn được cái gì không mà mày. Ai hả mày? Nhìn gì, nhìn gì? Mày nhìn hả mày? Cái đôi này tới cái gì vậy? Chơi này nằm kèo trên quýnh chơi được không? Chơi này quýnh chơi không có kể mày. Rồi thứ hai ông nội đánh con về cái tội giặt đồ. Ê tao hỏi mày nè, tụi tao già rồi, bây giờ mày giặt đồ mày đem ra tiệm cũng được, mày tiếc tiền mày không đem ra tiệm. Quần rin mà mày bắt hai ông già này ngồi dò hai cái ống quần xong là bỏ cơm luôn. Sao mày ác dữ vậy mày? Hả mày? Hả mày? Mày chỉ gì? Mày chỉ gì? Nhớ không? Mày chỉ không? Đau quá. Rồi thứ ba ông nội quấn con là về vấn đề đi chợ.
Tao hỏi mày mỗi ngày mày đứa có 50 ngàn mà ba người ăn, mà mày đòi ăn bò. Bà nội mày lết còn không có chứ ở đâu bò. Hả? Riết hồi cũng chiều ý mày để giữ cái chỗ làm này để an ủi tuổi già. Vậy mà mày cũng ăn bò được để tụi tao ăn mắm không? Mày coi bây giờ là mày coi xương không chứ có miếng thịt nào đâu. Mấy chục năm rồi nè mày nhớ không? Hả mày? Hả mày? Hả mày? Hả mày? Gì? Gì mày nhìn gì? Hả hả? Mày chống cự không? Chống cự cho đít mày bự luôn mày. Mày xạo 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 mày. Hả? À còn thiếu hả? Thiếu bà ơi, thiếu đâu có chịu. Đó. Đó là nói cái gì vậy? Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vờ vờ. Cái tạo rồi, em Sâm đứng lên. Đứng lên đi. Quánh về thôi. Mày không quánh nữa hả mày? Hả? Quánh về thôi không có gì đó phải không? Trời. Quánh này nói chung là vậy thôi. Lấy cái hợp đồng ra đây cho ba. Là cái gì vậy ba? Cái công tra đó. Cái hợp đồng. Cái hợp đồng. Hợp đồng gì? Kệ tao mày, mày hỏi chi? Kệ con ngồi chơi nha. Chờ chút. Gia đình này quánh con mau lắm. 15 phút rồi lòi chành té bứa rồi. Đây ba. Cái gì vậy? Tao nói mày lấy cái hợp đồng mà. Đây cái hợp bằng đồng. Trời ơi. Cái hợp đồng là cái công tra đó. Công tra là cái gì? Ký công tra. Biên bản á hả? Biên bản gì hợp đồng. Hợp hợp đồng. Hợp đồng chứ phải là hợp đồng. Đồng. À, ủa chú con thiệt là tù lô. Mày quá tù lô đi nữa mà tù lô. Tao có tù lô thường. Nhanh nhanh lên. Đây ba. Hợp đồng. Đây. Hợp đồng ba làm sản hả ba? À. Ký vô đây. Ký gì vậy? Mày không cần coi, mày coi hả? Mày ký không? Ê, ký không? Quýnh ký ra mày được. Ký thì ký đó, đi. Đó, vậy đi. Kêu ký thì ký, ăn bữa thì lẹ lắm. Ký vô đây giùm ông đi con. Ờ, à, dạ con ký rồi. À, ký đi con. Ký ngay chỗ này. Ờ, dạ. Tôi có ký không? Không, ông khỏi đây tôi ký. Ủa, ông biết chữ hả? Hả? Ông biết chữ hả? Không, quýnh chữ thập đó. À, ha ha, sáng tổ. Rồi, xong. Rồi, xong rồi, khỏe rồi. Rồi, khỏe rồi. Điện thoại kìa mày. Đây, thôi để tôi nghe nghe điện thoại đi. Alo, what did you say, what did you want? Yeah, come on baby. Dạ. Dạ, tôi nghe bà chủ. Ờ, dạ, bên này thì cũng đang, dạ. Cậu chủ đang đấm bóp giác hơi. Đưa đây. Chết mẹ rồi. Alo. Má hả má? Dạ, con nè. Trời ơi, mới về đây má coi nè. Hai cái ông ô xin thân yêu của má là hành hạ con, là đánh con trước mặt bạn gái con, làm nhục con đó. Dạ. Dạ. Dạ thôi con biết rồi. Dạ, cảm ơn má. Ông, làm chi đó? À, trước sau nó cũng đuổi đi, xếp đồ lại đi chứ làm cái gì. Ủa, nói vậy hai bác đây không phải là ba với ông nội của anh hả? Anh đã nói em từ đầu rồi, hai người này là ô xin. Mà em không tin. Đúng rồi, tụi tôi là ô xin nhưng mà ở trong nhà này mấy chục năm nay rồi. Nó nuôi nó từ lúc mà nó mới đẻ ra anh đỏ hỏng rồi. Bây giờ mà nuôi đi rồi không biết chỗ nào mà đi rồi cuộc sống. Cuộc sống bây giờ không biết như thế nào. Đúng rồi, đâu có biết cuộc sống ra sao. Nghiệp đi. Hai ông rảnh quá. Biết đều đó. Vô gòn hết bầu đi khỏi nhà tôi liền. Ờ, anh đâu được, anh ơi đừng làm vậy. Sao không được à? Anh ơi em biết là hồi nãy hai bác đánh anh rất là đau. Nhưng mà anh ơi anh suy nghĩ lại đi. Hai bác nuôi anh từ nhỏ tới lớn đó. Bây giờ nếu mà hai bác già như vậy, bây giờ anh đuổi hai bác đi rồi hai bác ở đâu? Con nói nó không có nghe đâu con. Tại sao nó không nghe? Nuôi tới sáng mờ con không nghe. Tại sao không nghe? Hốt cặp bữa rồi nghe chi nữa. Theo miếng đi. Anh à, em năn nỉ anh luôn á. Em thấy hai bác vậy nhưng thực sự là hai bác rất là thương anh. Anh đừng có đuổi hai bác đi, bây giờ ra ngoài rồi. Đúng rồi, ra ngoài biết ở đâu bây giờ. Trời ơi, khổ lắm. Trời ơi, thôi dẹp đi. Anh ơi, em năn nỉ luôn á. Chứ hai bác già vậy mà giờ ra ở gầm cầu rồi đi lang thang ngoài đường. Không nơi nương tựa rồi đêm khuya xuống hồi xương rồi lạnh lẽo. Anh à, em năn nỉ luôn á. Tôi thương cạo lắm, tôi xa một đùi giống cạo nè, thấy không? Được rồi. Nãy là bạn gái tôi tạm bỏ qua chuyện ngày hôm nay nha. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, hai ông làm gì trong nhà đây không được lãnh lương trong vòng 3 tháng. Trời ơi, không lãnh lương rồi lá gì bỏ vô mỏ.
tôi nuôi ông rồi đừng có quánh, mà ông quánh tha thiết quá. Ông sợ chứ tôi không sợ. Mấy chị không sợ. Cầm đi. Tôi còn cái hợp đồng ở đây. Hợp đồng gì? Nếu cậu không chịu làm theo hợp đồng tôi sẽ đưa ra pháp luật. Cái gì? Đúng rồi. Tôi biết chữ chứ đâu phải không biết chữ đâu. Tôi dám vờ đó. Đó, hợp đồng gì vậy? Hợp đồng. Đây ngày tháng năm đầy đủ nha. Điều khoản thứ nhất là từ nay trở đi cậu phải coi hai người chúng tôi như là gia đình của mình và để cho hai người chúng tôi được về hưu nghỉ khỏe. Điều thứ hai là từ nay trở đi tự giặt áo quần, tự lo cơm nước, không để hai ông già này lo nữa. Điều khoản thứ ba, đi về phải tự mở cửa, không kêu hai ông già này trong lúc ngủ say. Đúng, đúng. Điều khoản thứ tư, nếu có đi nước ngoài, ngôi nhà này... Cái gì, cái gì, bà... cái gì? Ông tính lấy luôn căn nhà này của tôi đó hả? Tôi xin lỗi cậu, nếu tôi mà người gian dối, tôi không ở trong nhà này mấy chục năm nay. Ông bà chủ đã đuổi tôi đi lâu rồi. Ông mới nói còn nhà... Im đi! Bình tĩnh. Ta đưa ra pháp luật ra. Ta đọc hết rồi mày nhào nhào mày ăn ta đi. À nội mày, cái cốt ta Bình Hưng Hòa còn chê mà mày dám ăn à. Chưa giờ là rằng rằng đâu. Ta đã ghi đàng hoàng thế nè. Nếu sau này cậu chủ có đi nước ngoài, ngôi nhà này nếu bán đi thì cậu chủ sẽ tìm cho chúng tôi một nơi gọi là trú nắng trú mưa. Đó là một chung cư bên Phú Mỹ Hưng. Đó. Đó. Cái gì? Nằm mơ đi nghe không? Ông nghĩ sao tôi mua chung cư cao cấp cho mấy ông ở? Còn lâu. Hợp đồng tôi ký, ai làm chứng? Ai làm chứng? Hả? Em. Đó. Em ký làm chứng. Đó. Thấy chưa? À, biểu em là người ký. Trời ơi. Em ký. Vậy. Trời ơi. Ô xin là ông nội mà. Quý vị biết không, sống ở trên đời đó, nhiều khi mình hiền mà người ta nói mình ác. Nhiều khi mình ác người ta nói mình hiền. Cái mặt tôi về mà nói ác. Có ác không? Ai nói ác vậy? Nhìn cái mục rùi vậy thôi chứ không phải ác. Mục rùi rất là thiện tâm. Tết chức sắp tới nơi rồi. Mình hiền quá thành ra là cho mướn nhà nó không trả tiền nhà. Bây giờ còn có vài tháng thôi là tới Tết. Phải đòi tiền, phải lấy tiền để sắm Tết mới được. Cái thằng này nó ở nhà tôi hơn 6 tháng là không trả một cắc. Nghe cái tên là thấy ghét rồi. Không có thật. Giang. Thằng ghét không? Cha mẹ đặt tên Giang. Thằng Giang rồi. Có nhà không? Giang. Giang. Đứa nào mà làm sầm vậy bay? Đang ngủ trưa hả? Đứa nào hả mày? Ông chủ đâu biết. Nghe giọng, nghe giọng trẻ quá tưởng đứa thanh niên nào. Làm cái gì đó à? Sinh viên mình làm thấy tao mà đừng bỏ đi là sao? Đâu nhích nhích lên cho ánh sáng chiếu vào mặt. À cũng đúng. Ông tưởng đâu cái này nhiều ánh sáng lắm, mặt bự á. Nè, tại sao mày lì quá vậy? Tao đã qua bao nhiêu lần tao hỏi mày tiền nhà đâu mà 6 tháng là mày thiếu, mày không trả là sao? Ông chủ, sao ông chủ, mình sống á, mình sống á, sống với nhau trên đời này á, sống về chữ tình. Con nói là con thiếu chứ con có quỵt đâu. Chữ thiếu là nó khác chữ quỵt. Thiếu là sẽ trả dù chưa biết thời gian. Quỵt là không bao giờ trả dù ngắn hay dài. Mày đừng có nhiều chuyện lẻo mép rồi chứ. Thiếu quỵt giống nhau. Nó đòi mày có bao giờ mà trả đâu. Mày cứ hẹn à, tháng tới con trả. Nó bị vậy. Tháng sau mày cũng không trả. 6 tháng rồi. Hả? Bây giờ sao? Tại vì ông chủ có một câu luôn hỏi con, mặc dù con không bao giờ thích trả lời. Sao mày không trả tiền cho tao? Một ngày đó ông chủ đổi đi, mày phải trả tiền cho tao thì lúc đó con mới trả được. Đó. Con hỏi là có quyền trả lời hay không chứ. Người ta nói nè, mày phải trả tiền cho tao. Muộn rồi. Cái
cái gì mà nói không được nha mày. Tiền đâu mà trả, sao ông chủ sống mà sao có người sống. Sống mình đừng nghĩ tới tiền trước mắt. Tại sao? Hiểu không? Sống đừng vì tiền quá. Tiền bạc đối với con không phải là vấn đề. À, cái vấn đề là con không có tiền. Tôi đừng có giỡn mặt hay chưa này. Hay chưa? Giỡn mặt là vậy nè, gọi là giỡn mặt, thấy không? Nó là nặng mặt chứ mới giỡn mày. Nặng nào mà hết cái mặt này. Bây giờ sao? Có trả không? Sẽ trả. Nói đây. Dạ. Để tôi kể cho người nghe một câu chuyện. Dạ, ô, kể chuyện cứ kể thoải mái, kể tới mai cũng được, miễn đừng đòi tiền con là vui à. À. Hồi xưa. Hồi xưa. Có một thằng. Dạ. Nó ở đây nó thiếu tao có 3 tháng tiền nhà thôi. Dạ. Mà giờ này tao đã tiễn nó đi về nơi xa rồi đó. Ghê không? Dạ, ghê. Mày thấy câu chuyện nó có ghê không? Câu chuyện thấy không thấy ghê, cái mặt thấy ghê quá. Kệ tao. À, con kể ông chủ nghe câu chuyện luôn. Sao? Hồi xưa mà cách đây 1.5 năm con ở bên quận 6. À. Cũng có một ông chủ nhà. Mà nó không phải là ông chủ mình kêu sang thôi chứ nó nhỏ tuổi hơn con. Ừ. Đâu tiền nhà con. Sao? Bữa nay đám giỗ đó nè. Thấy con nghe. Cũng hơi ghê ghê. Dạ. Thôi ông chủ ơi, mình tắp tết tới nơi rồi mà. Xong ông chủ cái tiền bạc hoài. Thương ông chủ lắm luôn á. Ông chủ mà không cho con ở, không cho con đóng tiền nhà từ đây tới suốt đời là thương dữ luôn á. Đi. Nịnh hả? Nịnh đâu? Không có chuyện đó đâu. Mày muốn cái gì? Muốn gì đâu. Ông chủ, nghe nói đi thi tiếng hát truyền hình hả? Cái gì? Nghe nói ông chủ đi thi tiếng hát truyền hình hả? Tiếng hát mãi xanh được không mày? Tiếng hát mãi xanh lẹ hả? Ừ. À, hát hay quá hả? Chủ hát bài nghe trả tiền liền. Hát bài nghe trả tiền liền. Hứa cho mày. Dạ. Hát hay, hay hát bài hay hay trả tiền liền. Vô. Ừ, mày muốn nghe bài gì? Bài gì cũng được. Sưng sưng rồi đó. Sưng ha. Sưng sưng á. Sao không hát? Hả? Sao không hát? Suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Có bài gì chứ? Xuân đã về rồi đó. À, Xuân. Xuân đã đến bên đây. Chà, 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 chà. Đến luôn bên kia. Chà, 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 chà. Xuân đã đến bên này. Yeah. Bên này rồi lại sang bên kia. Yeah. Khỏi trả luôn. Đi bên này sang bên kia. Cái nào có thuộc bài nào đó mày? Tào lao. Ông chủ. Cái gì? Nghe nói ông chủ... múa đẹp lắm hả? Cái gì sao mày cứ kiếm chuyện tao hoài vậy? Anh muốn cái gì? Anh rời cậu đây rồi. Là sao? Múa rồi. Múa khỉ rồi đó, thêm chủ múa mấy khỉ được. Mặt này hợp lắm á. Này, ông chủ làm theo con là giống như là đang đang quay phim á, Dolly nè. Cái tay đi đâu là ông chủ làm cái mặt khỉ tới đó nha. 2, 3. Nghĩ đi, tôi có trả tiền cho cái mặt này không? Mày dạ mày! Đủ rồi nha! Vậy cũng có người làm theo. Mày á, coi chừng tao đó. Cha là sao trẻ sống vì tiền bạc quá ta thiệt. Có người mình sống đâu phải là sống cho kiếp này trọn đời. Kiếp này chỉ là tạm thời, mình còn một kiếp khác dài nữa. Thì đi đi mày! Tôi bị đuổi ra đường bà vui lắm hả? Không nữa nè. Nha nha, tôi mà có tiền tôi quay lại tôi đốt nhà ông nha. Lỗi à. Ông già bao nhiêu? 3 con hả con? Sao con vui dữ vậy? Quế thiệt chứ. Đồ đạp ở quăng gì đây trời. Ủa này có ai vậy? Ủa? Chà, nhìn giống cái đèn thần quá. Có nào cà cà âm thần đèn xuất hiện không trời? Cà sao âm thần đèn không xuất hiện mà xuất hiện ông chủ nhà là thấy bà luôn. À thử coi. Kỳ ta.
sao. Ông chào con. À, thấy rồi, thấy rồi. Ông chào con. Thấy rồi. Ông chào con. Thấy rồi. À, thấy bà nội mày hả? Dạy. Tao chào mày, tao già, tao chào mày, mày phải chào lại. Mày cứ thấy dòi, thấy dòi, thấy dòi. Làm tao như mắm thúi à. Quên, quên. Dạ, con chào ông. Ở đây không có xiết khỉ được. Con khỉ nó vô trong nhà rồi, ở đây không xiết khỉ được. Không, tao đâu có xiết khỉ. Tao là thần. Cái gì? Tao là thần. Ông đừng nói tôi ông là thần đèn nha. Không, ông tinh kinh, người ta thường gọi ông là thần kinh con à. La quá. Ông từ trong cái ấm đó ra tệ nhất là ông phải là thần ấm. Đúng rồi, thần ấm đầu thần mới thần kinh. Thôi đừng có xạo ông ơi. Thời buổi bây giờ người ta... Không, tao nói thiệt mà. Thôi đừng có xạo. Tao là thần đó. Đừng có xạo, đừng tao lao đi. Tao lại mày, tao là thần bây mày. Bây giờ tân tiến rồi, thần ở đâu ra? Tao nói tao là thần ở đâu ra? Được. Nếu người không tin ta là thần. Là gì? Ta sẽ quá phép biến nhà. Thôi khỏi. Tào lao bắt xế. Biến thành quỷ hả? Không, biến thành quỷ cho mày phá làng, phá xóm hả? Chứ tao biết... sẽ biến mày thành một người này mà mày tung tăng cả đời mày vui lắm nè. Cái gì? Tao sẽ biến mày thành 3D. Hồ biến. Sàm đế. Thôi buổi bây giờ người ta lên cái cung trăng rồi. Người ta đi với thiền lên trên sao quả rồi. Người ta chuẩn bị đưa thế giới lên trên sao quả sống rồi. Ở đâu ra mà biến hành 3D? Ở đâu ra? Phi lý à, cô ai nhập mày rồi đó. Ở đâu ra? Đó, da đó. Cái chữ da của mày là da rồi đó. Trời ơi, con đã bị biến thành 3D rồi. Sao không biến con thành siêu nhân? Trời ơi, khó lắm mẹ ơi. Trời ơi, chết mẹ con rồi. Mẹ mày chết chứ mẹ tao còn là vui rồi. Thần ơi, cứu con đi thần. Trời ơi, mày gốc quá. Thôi, ta nói cho mày nghe nè. Cứu ta biến thành BD tao làm được, nhưng mà biến trở thành người bình thường lại tao không có làm được, tao chưa có học. Tao học có nửa đường như vậy. À, tao không có đủ tiền đóng học phí. Con đi thần, con làm sao sống được với thân xác này? Con đi từ từ. À, thôi đứng lại. Đứng lại. Thôi. Tao nói thôi nghe mày. Nhanh đi thần. Biết rồi. Để từ từ. Tao giận công lực tao biến này mày thành đàn ông trở lại. Để mày làm BD, mày sỉ nhục BD chứ làm gì. Nhanh đi thần ơi. Hồ biến. Rồi. Thành đàn ông rồi. Đàn ông bà nội mày thành bánh bèo luôn rồi đó. Đó. Tôi thành BD bà vui lắm. Bây giờ con đã tin ông rồi thần ơi. Khỏi cần lại, ta nói cho con biết. Ta đã có một lời hứa rằng nếu ai cứu ta ra khỏi chiếc bình kia, ta sẽ tặng cho người ấy một điều ước. Vậy bây giờ con muốn ước điều gì? Con cứ nói ra đi. Con muốn lấy hoa hậu. Xin lỗi con, điều này thần làm không được. Mắc mớ gì không được. Đâu có con hoa hậu nào, nó khùng nó lấy mày. Đậu hoa hậu để lấy đại gia, lấy mày về té ông nội nữa hả? Cái gì vậy? Ông là thần mà, ông nói là hoa hậu phải nghe chứ. Không dẹp đi mẹ, mấy con đó cha mẹ nó nói nó còn không nghe. Ở đó tao nói nó nghe, mày tào lao ơi. Cái gì kỳ, thần thánh gì xuất hiện ra không giúp đỡ được gì hết trơn rồi trời. Cái gì kỳ vậy? Giờ cái điều đó khó quá, tôi đổi điều khác được không? Đổi đi. Bây giờ tôi không lấy hoa hậu nữa. À. Tôi muốn nhiều tiền. Đâu mắc mắc gì đâu, nhiều tiền vô. Được, ta sẽ cho con nhiều tiền. Dạ. Nhưng ta nói cho con biết, trên đời này nhân vô thập toàn, nếu con được cái này con sẽ mất cái kia, con chịu không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có gì đâu. Cái gì vậy? Không, ý ta ví dụ đó, được cái này mất cái kia. Ví dụ? Ví dụ như là tao cho mày ăn nhiều mày đau bụng nè. À? Tao bắt mày đi nhiều mày mỏi chân nè. Trời ơi, sợ gì chơi luôn. Vậy phải không? Dạ. Vậy thì tiền đây lấy đi con. Hồ biến. Ủa thần, nếu mà con được nhiều tiền con có bị gì không? Con bị đơn giản lắm. Mày bị ung thư não thôi. Ung thư não rồi tôi chết rồi sao tôi xài tiền? Có cái chuyện đó chuyện của mày. Mày thích nhiều tiền mà. Cái gì kỳ vậy? Thần thánh thì trước hiện không giúp đỡ gì cho vậy. Tao đáng lý ra, mày nghe, đáng lý ra tao giúp mày. Nhưng mà mày ngu mà mày lì mà mày ngu để tao không có giúp. Tao gì? Giúp cho mấy người nào thông minh siêng năng. Còn mày lì, mày làm biếng, mày ngu nó không giúp mày ơi. Mày nói gì? Mày nói đi, đứng lại, ông đứng lại. Tao không giúp. Ông đứng lại. Ông làm tôi nhét ông vô nè.
đứng lại không, tôi nhét ông vô này. Được rồi, tôi sẽ cà, tôi nhét ông vô lại. Ông tưởng đi được với tôi hả? Tôi cà chỗ khác ông vui vô liền á. Nè, tôi cà lên lần lần nè. Tao biết lên nữa là đâu là cái gì, đúng không? Nè, ông chuẩn bị vô nha. Đừng có giận mặt nha. Lên trực trực tiếp luôn nè. Ông đi đâu, ông đi đâu? Ông chạy đâu cho thoát? Mày kéo ông đi chừng 9 km là quay về liền hà, yên tâm đi. Nè, nè, chỗ này nè, hay lắm nè. Ông chui vô chưa? Chui chưa? Nè. Mày đừng chà nữa, tao hôi quá, tao chịu hết nổi rồi. Cái gì vậy? Hả? Nãy giờ tao rắn tao gồng dữ lắm rồi, mày chưa tắm hả? Hả gì? Mày chà mệt cũng chết rồi. Ok, tao đi. Tại sao vậy? Thần Thánh gì trước kỳ không giúp đỡ được. Tại tao thấy mày ngu quá, tao có giúp. Ông nói gì, ông nói gì? Tôi ngu hả? Đúng. Xin lỗi nghe, cỡ ông là bích cửa. Dám thử trí thông minh không? Chơi mày! Nếu thua là ông phải giúp tôi nha, bao nhiêu gì tôi muốn cũng được hết nha. Nếu tao thua mày, cái gì tao cũng chịu. Ông nói ông thông minh hả? Đúng. Vậy tôi hỏi ông nè, đối với một ông thần thì 1.000 năm là bao lâu? Đối với tao 1.000 năm chỉ là một giây thôi. 1.000 đô là bao nhiêu? 1.000 đô chỉ là một xu thôi. À, cho tôi 1 xu. À, chờ tao 1 giây. Là sao? À, 1.000 năm đó. Ồ, xin lỗi mày. Mày lừa tao hả? Cỡ mày... mày đó, tao không muốn đẻ, chứ tao đẻ tao vô Từ Vũ, tao thở hai hơi là lòi ra 10 đứa nha mày, nha mày. Lại chứ thở mà ra 10 đứa. Ông xạo quá. Ông thở sao ra 10 đứa. Ờ. Ra 10 đứa hả? Ờ, à, vậy thôi. Đó, mày mà đi lừa tao. Nè, cái câu vừa rồi là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. À. Đây nè, để tôi đố một câu nữa là đứng hình nè. Đố đi. Nghe cho kỹ nè. Nghe. Có một con cọp. À. Bị xích dây xích dài 30 mét. Nhưng cách đó 35 mét có một bụi cỏ xanh mướn mướt. Làm sao nó ăn bụi cỏ mà không cần bứt sợi dây xích? Làm sao ăn được bụi cỏ không cần bứt sợi dây xích? Để bụi cỏ đó cho mày ăn đó. Không, bởi vì tôi ăn. Thì đó con đó ngu như con bò. Gì? Cũng gì? Con cọp nó đâu ăn cỏ, nó bứt dây chị mày. Để mày đó nó bứt dây à. Để bụi cỏ bứt dây chi? Cọp ăn gì? Con cọp ăn gì mà không ăn cỏ? Con cọp nó ăn thịt. Con cọp nó ăn cục thịt. Cái câu này là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. Nha. Bây giờ tôi đố một câu nữa là ông đứng hình. Nghe, nghe cho kỹ nha. Nghe tôi hát bài này đúng chỗ nào, sai chỗ nào nè. Hát đi. Dưới ánh nắng sương long lanh, chiều canh hồng khoe sắc thắm. Tao cấm mày hát bài này. Cấm gì? Mày hát bài này á, mày sẽ làm cho trẻ em nó hư hết. Hư cái gì? Nó hư về ngữ pháp. Ngữ pháp gì? Mày chưa có ai mà thấy đi học mà đánh dần eo em mà khoe sắc thắm đó. Chứ sao? Eo em là khoe sắc thế. Rồi sao hát? Câu hát là mày muốn hát đúng mày phải hát là dưới ánh nắng sương long lanh, chiều canh hồng mà khoe sắc khoe. Đó. Khoe mà khoe sắc thắm. Tào lao. Cái câu này là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. Bây giờ mày mới xui nè. Xui gì? Ta đi nha. Ê đứng lại, đứng lại. Ông chưa giúp tôi mà sao ông bỏ đi vậy? Em chơi gì kỳ cục vậy? Thôi được. Tao là thần thánh, tao đã có lời hứa như vậy rồi. Ta sẽ cho nhà ngươi một cơ hội. Ta đố nhà ngươi trả lời. Nếu ngươi trả lời được, ta sẽ giúp. Còn nếu không thì thôi nha. Ông đố tôi hả? Ừ. Xin lỗi nha. Bích cửa đố đi. Nãy giờ nó thấy nó bích 3-4 lần cửa rồi đó. Nghe đây. Nghe. Đố con có 4 nước nhưng không bao giờ có trên bản đồ, nhưng ai cũng muốn tới, ai cũng thích nước đó. Quá đơn giản. À, Afghanistan. Sai. Pollution. Sai. Parasitonin gì đó. Sai. Ở châu Phi á. Sai. Cái nước gì? Cơ rô chuồng bích. Mắc bơi cơ rô chuồng bích là 4 nước gì? Ai cũng thích đó nha. Ai cũng thích đó. Bà này chắc quýnh bài dữ lắm nè. Cái câu này là ông hên thôi. Ông đố câu khác đi, tôi trả lời là đứng hình nha. Nghe đây. Nghe. Đố mày, mày học toán giỏi không? Chùm. Nghe đây. 5 chia cho 3 bằng mấy? 5 chia 3 là 1 mấy à? 1 mấy à? Rồi số lẻ, số lẻ. Một mấy là một mấy? Một sáu mấy. Số lẻ. Không bao giờ chia được. Tào lao. Đố bậy rồi cưng ơi. Mày với tào lao á. Ờ gì? 5 chia 2 được không? 5 chia 3 được không? 5 chia 3 được nhưng mà ra một mấy à? Làm gì có số chẵn. Ông muốn chia thành mấy? Chia 3 thành mấy? 5 chia 3 được 2. Cái gì? 5 chia 3 được mấy? Được 2. Cái gì?
5 chia 3 được 2. Sao ông làm tôi dối não quá, từ từ coi. Từ từ coi. 3 3 1 3. Đúng hay sai? 3 2 6. Đúng hay sai? 5 chia 3 được 2. 5 chia 3 được 2 là sai. À, vậy mà mày đúng á. 5 chia 3 được 2 là sai là mày đúng rồi. Ủa là sao? Nói chung là chỉ không được, nói vậy thôi. Vậy mà nãy giờ không chịu trả lời, chờ tao bấm ra mới trả lời hả mày? Câu này không tính. Ông hên thôi. Câu này, nghe đây, câu cuối cùng. Nếu mày trong một gia đình kia có 4 người con, người ta lần lượt đặt tên con là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi sao? À bây giờ, Xuân, Hạ, Thu, vậy đứa cuối cùng nó tên là gì? Mới bị hố, mới bị hố, mới bị hố. Xuân, Hạ, Thu rồi sẽ tới Đông. Sai. Nó tên Tiền. Mắc mơ tên Tiền. Con người ta, ta đặt mắc mơ tên mày. Tao nói con người kia chứ tao có nói con nhà mày không? Con người ta đặt muốn đặt. Người ta là Xuân Hạ là phải tới Xuân Hạ Thu, là phải tới Đông. Tự nhiên Xuân Hạ gì? Xuân Hạ Thu Đông mới đông. Mày sống không có thực tế, tao sống thực tế. Xuân Hạ là phải thu tiền. Con không thôi hai mùa kia ăn ở không lấy gì sống. Ông hên thôi. Thôi mọi chuyện đã xong rồi, ta đi. Đứng lại, đứng lại. Ông có giúp tôi chứ? Bỏ tôi đi được. Ê, đừng, 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 đừng. Mày kéo xuống cái tôi quỳ tôi lại nhiêu đây người. Đừng, đừng. Được rồi, để tôi giúp. Bà kia bà chờ, bà kia bà chờ. Quần lên cho. Chờ mày cũng không thể nào đãi mà miễn phí như vậy được. Người đây nói ai hốt. Nghe đây. Bây giờ tao nói cho mày nghe. Dạ. Ta sẽ đưa cho nhà ngươi một số tiền. Dạ. Nhưng ta sẽ đưa bằng tiền mặt. Hả? Nhưng mà không có ở đây. Không có đây. Ta sẽ chỉ chỗ nhà người tới lấy được không? Dạ. Yeah. Nhớ nghe. Dạ. Yeah. Tới lấy giùm tao. Yeah. Sợ tao đưa tiền mặt mấy ông thần khác cũng dị nghị. Dạ. Yeah. Đó, đi theo tao. Dạ. Yeah. Nhanh lên. Đi theo tao nè. Đi sau lưng hả? Này con. Dạ. Yeah. Con hãy nhìn lên trên bầu trời. Dạ. Yeah. Ồ, cái này ở trong nhà mà. Đâu phải ngoài trời đâu. Tào lao. Đổ mày lấy cái lộn. Để thời gian không có mà. Cái lộn à? Mày gấp chứ tao đâu có gấp. Nhanh nhanh đi, sao ông cứ kỳ quá. Này con. Dạ. Con hãy nhìn lên trên. Ồ đèn quá trời đèn ở đây. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ, nó bị sang đạn. Này cho lẹ cho đi. Mày từ từ. Ấy mày tới tiền trong tao đọc những này cọ kia. Nhanh nhanh nhanh. Mày nín nha. Mày xin tiền tao bộ tao xin tiền mày à? Mày chửi tao như thú vậy. Nè mày từ từ. Tao đi à. Đi nè. Đi sao được đi. Trời, đau sao mày. Nó không có gì hết trơn vậy. Có, cha mẹ tao đẻ tao ra có cái bánh chè không à. Trời. Này con. Con hãy nhìn lên trên bầu trời. Dạ. Rồi nhìn xuống dưới đất. Mình đi tìm cái địa chỉ mà. Địa chỉ đâu không? Đâu tìm cái thiên chỉ đó mà nhìn trên trời. Ở đâu vậy? Địa chỉ ở đâu con? Ở đâu? Ở đâu nè? Ở đâu? Ở đâu vậy? Ở đâu? Ở đâu vậy? Ở đây nè! Thằng 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 hà! Địa chỉ đó. Ông rảnh quá hả? Sao? Thôi địa chỉ thì ông nói đi mẹ thì con đi đâu, 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 đâu làm tôi đi theo nãy giờ thở thấy bà nội luôn hả? Nãy giờ mày đi theo đằng sau tao hả? Thở nãy giờ. Bà nội mày hèn gì nghe cái mông nắm hổi à. Con người thở gì như cái bô xe vậy? Ai biết đâu nãy giờ không biết sao? Thở muốn quéo hết trơn à. Nãy giờ nín thở luôn gần chết luôn. Đó 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 đó. Địa chỉ đó. Ta đã sắp có kho báu. Ta sẽ trở thành đại gia. Ở đâu vậy? À, trung tâm giới thiệu việc làm. Ủa là sao? Mày tới đó mày đi làm đi rồi người ta đưa tiền cho mày. Ủa ông thần gì kỳ vậy? Ông phải đưa tiền mặt cho tôi chứ. Không có đưa được, sợ mấy thần khác dị nghị. Thôi mọi chuyện nó xong rồi, ta đi. Thôi thôi, ở lại đây. Thôi tiền. Không có được. Đây. Ủa sao màu xanh đột chuối hả? Tôi đập mày à. Ở tiền ở đây, đây. Thôi mọi chuyện nó xong rồi, ta đi đây. Hô. Biến là mày biến đó. Chết mẹ rồi. Nè, tại sao tao đuổi mày quăng đồ tao tới đây rồi ha? Mày ngồi ở đây. Ha? Mày không biết đi. Cái gì? Cái gì? Chuyện gì? Ông có trẻ chửi tôi từ giờ tới sáng thoải mái. Ông mạt sát tôi bao nhiêu cũng được. Đừng bao giờ chửi người ấy. Tại sao? Ông không phải là người thường. Thần. Thần gì? Thần kinh. Ông mà chửi ông một cái ông biết liên châu.
là âm thanh bê đê. Thiệt không mày? Thiệt, qua thử đi, ông biến cái liền. Thử đi. Ê, tao cũng chưa tin. Làm gì thời buổi bây giờ có thần hả? Lúc đầu tôi cũng không tin mà tôi bị biến thiệt. Nè, nhìn đi, nhìn cái trán ông á, giữa hai chân mày thấy không? Sao? Đó chính là thiên ấn. Chỉ có những người trên thiên đình mới có thiên ấn. Ờ. Thấy không? Thiên ấn ông nội mày, cái này hôm qua tao đi nhậu xỉn vậy tao đập đầu vô tường với thiên ấn gì mày. Trời ơi. Trời ơi. Ông này mà kêu thần đó hả? Thì biết ổng là ai không? Đi đâu vậy? Đâu 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 đâu. Vô đây. Đi vô đây. Đi đâu? Vô đây. Đừng có bất kính. Buông tay ra, đừng bất kính. Mày im đi. Ông này tao còn biết ổng rõ hơn mày nữa. Hả? Quen hả? Ổng ở cạnh phòng của mày đó. Mày thiếu 6 tháng chứ ổng thiếu tao 1 năm trời rồi đó. Tiền nhà sao không trả mà trốn chui trốn nhủi vậy? Có tiền. Bà nội cha. Bước ra đây, bước ra đây. Ông không có tiền ông trả thì ông ra đem nói chuyện bình thường thì tôi ông trốn chứ mắc mớ gì vậy? Mắc mớ gì em giả thần thánh chi vậy? Không phải, tao phải giả như vậy nè. Tao mới dụ được mày đi làm. Tại đáng lý bây giờ tao nghĩ rồi, bây giờ mình có tiền bạc mà chất đóng rồi nữa mình ăn ở không nó cũng hết, hiểu không? Mình phải đi làm. Mình làm mình phải lao động, mình làm bằng sức lao động của mình á thì nó mới có cuộc sống được, hiểu không? Đừng có dài dòng văn tự gì hết. Bây giờ hai người chừng nào trả tiền cho tôi. Được rồi, để con tính cho. Bây giờ nè, để tao xin ổng năn nỉ ổng. Bây giờ vậy nè, cho tôi một thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ trả. Bao lâu? Bữa nay mấy rồi? 18. 17. 17 ở dưới hả? À. Mười mấy không nhớ nữa. Bao nhiêu? Mười mấy. Bữa nay 15. 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rồi, ông okay. Cho tôi thời gian ngắn là 24 tháng nữa thôi. Cái gì? Trả phải cho tôi hả? Ờ, 24 ngày. 24 ngày đi làm xong lãnh lương trả. Ờ. Nghe. Nhớ đó nha. Biết rồi. Đây là lần chót, tôi không muốn cái tình trạng xảy ra nữa. Tôi mệt lắm rồi, hiểu không? Mặt ông này không căng quá vậy mày. Cái gì? Nó nhẹ nhẹ thôi. Nhỏ nhỏ thôi. Rớt cái hộp đó ra. Cái hộp đừng sao rớt rồi mày. Không, bây giờ cái dạng này là xuống giá rồi nha. Ủa dạng gì? Cái gì? Ra ngoài Lê Hồng Phong xuống giá hết rồi. Ủa gì vậy? Mấy con chó mặt xệ đó. Thấy người dân lại cho tôi hả? Không, không, không. Nhớ đó. Đó biết rồi, để trả tiền. Này còn... bây giờ tao với mày đi làm. Ủa? Để kiếm tiền trả cho ổng. Biết làm gì vợ? Trời ơi, tao là thần mà, đi theo tao. Thấy chưa, thấy chưa? Không tin thần sẽ bị trời phạt. Ờ, vậy nha, đi nha. Ô, biến. Đi bộ, đi bộ đi qua xin việc làm mà. Tào lao. Trời ơi. Đi nhanh lên. Nhớ đi chưa? Thôi đi vô lẹ. Vô chết ngựa, vô chết ngựa. Chết ngựa gì? Đi kìa. Đồ cắt đảng cô hồn ngủ dĩ chằng năm. Tối ngày lai lai chát chát. Facebook hả? Mà mẹ tụi bay không có ngủ ghê gì hết à. Cái đồ à, các đảng cô hồn ngủ dị chằng năm. Chết sông, chết suối, chết bờ, chết bụi, chết súng, chết đạn, chết xe, chết cổ, chết tay, chết đạn, chết chén. Dạ kính thưa bà con cô bác, dòm bề ngoài thì con có vẻ tôi dữ dằn lắm. Sự thật là bên ngoài người ta nói đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đà, mà cái này là quỷ rồi. Thành ra tôi phải bận áo mưa. Con kéo, cho tao miếng nhạc mày, lắc cho mày 2 chữ. Ao, cho mày 2 chữ. Hát hay cho mày 5 chữ. À. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược muôn ba. Ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tòa khỏi láng kia. À ơi, con nước lớn chảy xuôi, đưa con thuyền trao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga. Hò ơi, gió đưa gió đẩy về rẫy ăn cầm, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Cua xuất khẩu hết trơn rồi. Nãy giờ xong không thấy taxi nào hết trơn, kêu quá trời quá đất rồi. Kêu 113 dữ lắm mình nó không lợi. Ê, 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 ai vậy? Ai vậy? Ê. Ai vậy?
Quắt xe không được thì người ta ra người ta cho mình quá gian thôi mà làm gì dữ vậy? Không phải dữ, không phải dữ mà điều chạy xe ta ra ta ngừng đi làm vòng tôi tăng xăm nó nhiều lắm rồi rủ nó đứt ra má ai chịu trách nhiệm? Oh my god, hot girl. You hot girl ai? Over there you, over there you you the mắt in the lời nè you. Em. You yeah yeah. Ôi trời ơi. Em là hot girl. Ừ. Hot girl xin kính chào hot dog. Ủa tại sao mà mình nâng bạn ấy lên bạn ấy hạ mình xuống thế? Dạ không phải. Tại vì thường thường vậy girl với dog nó gần nhau lắm. Nè đừng có nói nghe tôi là bầu xô trên tỉnh, trên Sài Gòn tôi nổi tiếng lắm. Ủa đi ra, anh đi lên Sài Gòn hả? Bà có biết là làm nghề gì vậy? Dạ thì em mới về em mới tính lên trển là xin làm nghệ sĩ anh giúp đỡ cho em. Là xin giới thiệu bà tôi là bầu xô nổi tiếng trên Sài Gòn. Bà biết những bầu như là Minh Dũng không? Dạ biết. Bà biết những bầu như là Duy Ngọc không? Dạ biết. Bà biết bầu Phương Tường không? Dạ biết. Tôi là tên nổi lắm nha, tôi là Phương Nhất Điền đó. Phương Nhất Điền? Đúng rồi. Người đẹp mà tên cũng đẹp mà chắc hát ế đó phải không? Sao vậy? Bị tại vì Phương Nhất Điền là điên nhất phường đó. Không ai dám quay hết trơn á. Bé yêu. Cái mời không ai mượn bé lật lại hết trơn á. Trời ơi. Phương Nhất Điền là trời Phương ơi, Nhất Điền. Kêu mình tiếng bé yêu thì muốn xỉu tại đây liền đó. Rồi có đi qua Giang không? Ra Sài Gòn không? Có cho em đi chứ. Đi để tôi chở dạ. Bà đi vòng ngang. Ây da. Rồi bà đi bà đàng hoàng. Được không? Đây chạy này xe này chạy tới trên đó được không? Tôi không biết được hay không. Đội nó vô. Trời đất ơi. Cái gì mà ra nó quá. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời ơi. Đội nó vô. Xe đặc mà đội nó hảo hảo. Ê. Mình với mì nha, sáng giờ chưa ăn đó. Rồi nghe. Con đi nghỉ. Ê. Bà nó cho đầu đi hộp cái đầu hố. Đi. Gì vậy? Đây lát ra tôi đưa taxi tôi ra bà đi. Hai ba nè. Mai nổ bòn bòn, xe mới tanh kè đây nè. Đường đi thênh thang, lòng ta hân hoan, càng gỡ niềm yêu say đắm. Bên đây anh có em, bên đây em có anh, mong lành thắm tươi. Nổ hết ga, em sẽ ôm chặt lưng dài. Đường xa thanh thang, lòng em hân hoan, tăng ngập còn hơn mưa bão. Bên đây xe đua nhau, bên kia xe đua nhau, cha ly này đâu có thua. Thứ bảy hôm nay ta sẽ đi dạo bến tàu. Bến tàu thì em không ham mà em ham đi Bình Lợi rồi lên Thủ Đức dữ à. Đi qua Dĩ An qua luôn Hồ Nai đồ quẹo về Biên Hòa mới ngon. Nè tôi không thiệt mà đi xa như vậy thì chừng nào về cho tuyệt. Trời trời ơi đi chơi thì vậy mới thỏa mãn chứ. Thỏa mãn có gì? Dạ phải. Bây giờ nếu anh đi không chở em đi được thì thôi để em đứng lát đón cũng có người chở. Thôi em thôi được đâu, được có giận lân quá đi được ngồi đó ra đây là giúp đỡ thôi. Đi đây nè. Em mà dù cho em có muốn đi đến rạch giá, rạch sỏi, rạch cát, rạch dừa, rạch ống, rạch mèo. Trời ơi. Trời. Hoặc là em có muốn đi đến Cần Thơ, Cần Giờ, Cần Giuộc, Cần Đước, hoặc là Thủ Thiêm, Thủ Thừa, Thủ Dầu Một, Thủ Đức. Hoặc bên cát, bên cỏ, bên tre, bên đất, bên đình, bên tàu, bên bách đằng, bên bãi sậy, hoặc bên dân đồ. Ôi ơi. Vĩnh Bình, Vĩnh Ninh, Vĩnh Long, Vĩnh Hội ha, hay là Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang, hay là em muốn lên đảo Bảy Hiền, ông Tả, ông Tố, ông Cổ, ông Lãnh, hay là ra Bà Rịa nè, Bà Rá nè, Bà Trưng nè, Bà Triệu nè, rồi Bà Quẹo nè, Bà Điểm nè, Bà Chiểu nè, Bà Hột nè, có Bà Hột cái nào? Bà Hạt, Bà Hột, bất cứ nơi nào anh cùng xin chiều em tất cả.
Anh đi nhiều quá mà anh còn biết chỗ nào nữa không? Anh cũng biết nhiều chỗ lắm em. Đâu chỗ nào nói em nghe thử coi. Nghe nè nè. Nào là Bình Chánh, Bình Thành, Bình Dương, Bình Lâm, Bình Đông, Bình Tây, Bình Châu, Bình Quy, Bình Lợi, với ngã năm Bình Hòa. Rồi à, Long Xuyên, Long An, Long Canh, Long Sơn, Long Hải, với Long Điền. Còn muốn lên gò thì có gò dưa, gò dầu thượng, gò dầu hạ với gò công, em muốn đi đâu? Dạ, em qua cầu, em đi cầu. Cái gì đang hát đầu đi cầu trời? Cầu. Trời ơi, đầu đi qua cầu nó đàng hoàng, cái đầu đi cầu tôi hiểu lầm đó nha. Đi qua cầu phải không? Đi qua cầu thì có nhiều cầu lắm nha. Nào là cầu Bình Triệu, Bình Lợi, cầu Thủ Thiêm, cầu Thủ Thừa, cầu Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Phương, cầu Ông Lãnh, cầu Chí Y, cầu Chí Khoa, cầu Cá Dồ. Có cầu Cá Dồ nha. Quảng, Quảng Lợi, Quảng Tinh, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, hay là Đà Lạt, Đà Nẵng, Đà Răng. Trời ơi, hay quá. Quá hay, quá hay. Tôi không tưởng tượng là hay như vậy. Anh đi nhiều chỗ, nhiều nơi quá à ha. Nó ca sĩ ca chỗ nào có xa bằng tôi không bà nội, bà nội? Dạ, em thì nói ngay, em khiêm nhường lắm. Em đâu có đi xa dữ vậy. Dạ, anh thì đi hát vòng vòng ở Việt Nam. Còn em thì cái gì nghệ sĩ dưới quê cho nên hát ngoại quốc không à. Chẳng hạt tôi nổ điên à, mà cái gì không. Nói thiệt với anh không có nổ đâu. À, em nói anh nghe em nói nè. Sao? Anh ơi, em đến Paris rồi đi Thụy Sĩ, lên Berlin rồi trở lại Mỹ-Sen. Dữ à? Rồi em qua Mỹ nè. Em qua Boston, gian qua Á Lăng tích để tới Seattle. Tao gỡ dữ luôn. Sau đó em đi heo canh nè, em về Texas nè. Rồi em hát Virginia nè, mới leo máy bay về Cali để tạm nghỉ đó. Trời ơi bạn này. Bữa sau là em đi Úc liền. Em hát ở Sydney nè, em xuống Melbourne rồi em lên đó Đầu Lây. Rồi nước mưa, mà mình thở nữa đó à. Sau đó em lên máy bay quay về Việt Nam để hát live show cho chân thành. Đang tổ chức tại sân khấu ở Sài Gòn. Dữ à. À, công nhận ca xong rồi tôi khẳng định một điều là chắc là em tuổi của ngựa ha. Chứ có con ngựa nó đi cỡ đâu hết thôi. Không phải. Mà thuộc tuần nào không kinh phóng ra chơi. Trời ơi, một bụng đó nè. Tuần xả ra, tuần gì? Ừ, đất âm, một căn tuần nó nằm ở đây nè. Tuần gì, kể nghe. Bây giờ anh biết ca Đợi Con Lũ không nè? Biết. Đợi Con Lũ nè, Đợi Con Lũ biết không? Biết. Biết không? Nửa Đại Hưng Phấn. Biết. Đường Quân Nguyên Quán. Biết. Lát Giờ Điệp. Biết luôn. Thiết Tình Ca. Biết luôn. Em hát Tô Anh Nguyệt. Ừ. Ồ, ngạc nhiên chưa? Ờ, hát ngạc nhiên phải không? Cứ hát đi baby. Ờ, bây giờ em nói anh nghe nha. Để em một mình em á, em để em nhập thần vô. Anh làm con em đi. Anh sẽ làm con em. Nguyệt. Má. Nguyệt ơi, nghe tiếng thang của con. Lập mà đây càng thêm chua xót. Đôi thơ nào mẹ chân mà lại đi em cũng lấy chồng. Lời mẹ hiền thiết tha, mười mấy năm chung sống bên quê phòng. Mẹ tôi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa với mừng. Đời con gái như cánh bèo lên đến suối ngược bên trong. Nguyệt ơi đang cúi đầu chờ ăn quê. Trời đất ơi, sao đâm ngang không vậy cha nội? Đang ca Tô Anh Nguyệt mà. Tô Anh Nguyệt anh hát ai chơi gì? Thì tôi ca cái giai là thằng Minh. Thằng Minh? Thằng Minh. Minh là gì? Thì Minh là bồ con Nguyệt. Minh là bồ con Nguyệt, tôi là gì? Thì má con
Nguyệt. Trời ơi, má Nguyệt, vậy là ca, vậy là muốn lấy tôi phải không? Trời ơi, sao vậy? Từ từ, nè, nè, cái đằng này cũng định lấy đằng này chứ đừng có nói giờ nghe. Sao? Xin lỗi, từ lấy tôi nha. Mơ kiếp sau đi. Kiếp sau biết có được là người hay sẽ là cây cỏ. Không cảm giác vô tri chờ chết lặng giữa. Còn đến đây làm gì nữa? Bực bội sao ca? Đang ca cái tắt luôn hả? Người ta đương ca à, tự nhiên đứng làm gì vậy? Làm sao tôi ca được? Tôi mất hồn làm sao tôi ca được? Thôi nó giận, hát hay quá ca lợi đi. Ca hay. Không. Ôi anh nói em ca hay, em mừng quá à. Ca hay thiệt mà. Em ca... lên đây để em xin em đi theo anh em hát. Mà anh nói tiếng em ca hay như vậy là vậy? Không có khác nào như anh. Anh làm cho em mở cờ trong bụng vậy đó. Gì là sao không hiểu bà nội. Anh ơi em đứng ở đây với anh mà em cứ ngỡ trong mơ. Ủa làm sao? Em sẽ được trở thành là nghệ sĩ. Ủa vậy bà có nghệ sĩ hả? Dạ. Trời đất ơi bà ca, nhưng mà bà nổ quá hả? Dạ không có em chị mà. Thì thôi bà đã nói rồi thì tôi cũng xin khai luôn. Thiệt ra tôi không phải là bầu show nổi tiếng gì ráo trội trên, mà là ông lái xe ôm mà ở chợ Bến Thành. Thấy tôi em hiền, tôi ra tôi nghèo chơi, tôi mong em đừng có giận nghe. Xe chiều nãy mang bao nhiêu là kỷ niệm. Ừ. Một cô gái thì ham làm đào chân, còn một anh chàng thì mê hết cây. Dù không toái lòng giấc mơ làm nghệ sĩ, những duyên tơ trời mình gặp nhau đây. Rồi, phóng lên xe mà nãy xe. Chở mà lên Sài Gòn. Tôi đưa bà vô, tôi giới thiệu bà vô làng nướng bà ca là hủ hồn. Trời đỡ. Đó. Hai con thẳng tiến đi. Vào. Rồi 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 nghe. Trời cái gì vậy bà? Mình đừng có mê sắc đẹp tôi quá nha. Trời đất ơi cái gì vậy trời? Từ từ hết sức bình tĩnh. Đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Đêm sông vui tươi nâu chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Sài Gòn ơi. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Rồi, mấy đứa con đến đây, càng đường càng lối thăm hà.